MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Hồn U Linh tập 340. Tiêu Phàm điên cuồng xuất thủ, nhân đạo ma ảnh bị hắn giết không ngừng rút lui, thậm chí trở nên hư ảo rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng. Bản thân thật có thể giết chết nó. Tiêu Phàm thúc giục toàn thân lực lượng, cuồn cuộn tiên tri lực hội tụ ở tu la kiếm phía trên, giống như đen kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn hai tay giơ lên tu la kiếm, toàn lực chém xuống một cái. Chỉ một thoáng, thiên địa xé nát, hỗn độn tàn phá bừa bãi, hư không cắt đứt, thời không phá toái, tinh không mịt mùng triệt để biến trở thành hư vô địa phương. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, lạnh lùng hướng về cái kia to lớn hư vô. Cái này phải chết a. Tiêu Phàm thầm nghĩ, cái này đã là cơ hồ hắn lực lượng cường đại nhất. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm nhận được thấy lạnh cả người, toàn thân lạnh buốt, lông tơ dựng thẳng. Chỉ thấy cái kia hư vô, đột nhiên một đạo kim sắc quang mang bắn ra mà tới, chớp mắt liền đi tới hắn phụ cận. Không chết. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, cấp tốc dùng tu la kiếm ngăn tại trước người. Keng một tiếng, Tiêu Phàm thân thể bị đánh bay, ngũ tạng lục phủ bốc lên, trên người vậy mà xuất hiện vô số vết rạn. Tiêu Phàm kinh hãi nhìn xem nhân đạo ma ảnh, đều là không thể tưởng tượng nổi. Này cũng giết không chết, cái kia còn đánh như thế nào? Tiểu tử, ngươi dạng này là giết không chết hắn, trừ phi tước đoạt hắn nhân đạo ấn ký. Chiến tiên hư ảnh thanh âm lần nữa truyền đến. Nhân đạo ấn ký. Tiêu Phàm không hiểu, lại là phát hiện, nhân đạo ma ảnh đổ nát kim sắc chiến bào phía dưới, lấp lóe lấy từng đạo kim quang. Đó là một cái kỳ dị phù văn, giống như thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm. Sau lưng hắn phù văn kia, chính là nhân đạo ấn ký. Chiến tiên hư ảnh lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm mặt sạm lại, người nhà sao không nói sớm. Oanh, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang, lại là địa ngục đạo ma ảnh tránh thoát bất hủ phong thiên đồ tiên đạo thần liên, lần nữa hướng về hắn đánh giết mà đến. Bất quá một lần này, Tiêu Phàm không có kinh hoàng, có phía trước kinh nghiệm. Hắn tự tin, mình có thể tiêu diệt nhân đạo ma ảnh. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, tránh đi nhân đạo ma ảnh công kích, lần thứ hai thẳng hướng địa ngục đạo ma ảnh. Hắn thúc giục bất hủ phong thiên đồ lực lượng, lần thứ hai đánh ra từng đạo thủ ấn, chuẩn bị trấn phong địa ngục đạo ma ảnh. Nhưng mà lần này, địa ngục đạo ma ảnh dường như có phòng bị, vậy mà chủ động tránh đi, cùng nhân đạo ma ảnh tiền hậu giáp kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mí mắt trao lên, hắn đột nhiên cảm giác, cái này sáu đạo ma ảnh cũng không phải là vật chết, mà là có linh trí quỷ dị sinh vật. Nghĩ giết chết bọn hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn nghĩ hướng chiến tiên hư ảnh thỉnh giáo, nhưng hắn không có chiến tiên hư ảnh như vậy thực lực, cũng không dám phân thần. Tất nhiên phong ấn không được, vậy liền cường sát. Tiêu Phàm ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng nhân đạo ma ảnh. Chí ít, hắn biết rõ nhân đạo ma ảnh nhân đạo ấn ký liền ở phía sau. Cái này có thể so sánh hắn giết địa ngục đạo ma ảnh phải đơn giản rất nhiều. Chỉ là Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện, mình nghĩ nhiều lắm. Hắn tu la kiếm chạm tại nhân đạo ma ảnh phía sau, xé nát mảng lớn quang hoa, mắt thấy là phải đem nhân đạo ấn ký chia cắt xuống tới. Nhưng mà, hắn đột nhiên ngây dại. Chỉ thấy cái kia nhân đạo ấn ký đột nhiên biến mất không thấy. Lần nữa xuất hiện, cũng đã ở nhân đạo ma ảnh ngực. Hắn nha, còn có thể tự động cải biến nhân đạo ấn ký vị trí. Cái này còn làm sao giết? Không cách nào tước đoạt hắn nhân đạo ấn ký, căn bản liền giết không chết a. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào to, lột xác thành tu la thân thể hắn, phía sau cốt xí dương ra, thi triển thế gian cực tốc, một kiếm nổi giận chém mà ra. Tiên đạo khí tức cuồn cuộn, kiếm khí tàn phá bừa bãi, vũ trụ đều dường như bị hắn xé nát. Nhân đạo ma ảnh cực kỳ chật vật, thân thể bị Tiêu Phàm giết tàn phá không chịu nổi. Tiêu Phàm trên mặt vui vẻ, chỉ cần đem nhân đạo ma ảnh nhục thân từng chút xé nát, hắn cũng không tin tước đoạt không được nhân đạo ấn ký. Rất nhanh hắn liền phát hiện, bản thân lại muốn nhiều. Oanh một tiếng nổ vang, nhân đạo ma ảnh thân thể vỡ nát, hóa thành vô tận tiên lực tàn phá bừa bãi tứ phương. Nhưng mà, cái kia nhân đạo ấn ký, lại dường như hoàn toàn biến mất. Hỗn trướng! Tiêu Phàm gầm thét. Lần thứ nhất cảm thấy như thế cố hết sức. Nhân đạo ma ảnh không phải đã bị mình giết chết sao, có thể nhân đạo ấn ký tại sao không thấy đây?
Tiểu tử, làm không tệ, nhân đạo ma ảnh bị ngươi giết chết. Chiến tiên hư ảnh thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai quanh quẩn. Giết chết? Nhưng ngươi không phải nói, chỉ có tước đoạt nhân đạo ấn ký, mới có thể giết chết nhân đạo ma ảnh sao? Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Làm Tiêu Phàm nghe được chiến tiên hư ảnh lời kế tiếp lúc, kém chút có loại xúc động mà chửi thề. Ngươi phải cẩn thận một chút, nhân đạo ấn ký sáp nhập vào địa ngục đạo ma ảnh thể nội, địa ngục đạo ma ảnh thực lực, chí ít sẽ tăng vọt gấp một. Chiến tiên hư ảnh nhắc nhở. Tăng vọt gấp một. Tiêu Phàm toàn thân run rẩy, hắn nha còn có thể chơi như vậy. Địa ngục đạo ma ảnh thực lực đã đủ cường đại, lại tăng vọt gấp một, bản thân còn thế nào đánh. Nhưng không đợi hắn do dự, địa ngục đạo ma ảnh trên người khí tức trong nháy mắt bạo tăng, toàn thân chán phóng huyết sắc cùng kim sắc hai loại quang hoa, giống như thực chất, xuyên qua tinh không. Thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt dâng lên vô tận quang mang, giống như nước diễm đồng dạng, thiên địa bị chiếu sáng rủa hết sức. Tiêu Phàm cầm kiếm chống đối, nhưng hắn giống như lục bình đồng dạng, bị địa ngục đạo ma ảnh trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhục thân đều kém chút nổ tung, xuất hiện vô số vết rạn. Hoàng kim huyết dịch dọc theo nhục thân vết rạn chảy xuôi mà ra, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Tiền bối, cái này sáu đạo ma ảnh rốt cuộc là quái vật gì? Tại sao ta cảm giác bọn họ là có sinh mạng? Tiêu Phàm ra đầu hơi tê tê. Hắn cảm thấy, muốn giết chết sáu đạo ma ảnh, bản thân nhất định phải biết rõ ràng cái này sáu đạo ma ảnh lai lịch. Mặc dù địa ngục đạo ma ảnh dung hợp nhân đạo ma ảnh lực lượng, nhưng ít ra chỉ là một cái địch nhân, không dùng hắn phân tâm đa dụng. Chiến tiên hư ảnh không có trả lời Tiêu Phàm lời nói, dường như là ở do dự cái gì. Không thể nói sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Bọn họ là chết đi tiên. Chiến tiên hư ảnh mở miệng nói. Tiên? Tiêu Phàm toàn thân chấn động, trên đời thật sự có tiên sao? Tất nhiên bọn họ là tiên, vì sao sẽ trở thành tiên kinh một bộ phận? Tiêu Phàm cực kỳ không hiểu. Hắn thấy, tiên công pháp tu luyện, hẳn là tiên kinh mới đúng à? Ngươi biết cái gì là tiên kinh sao? Chiến tiên hư ảnh đột nhiên hỏi. Tiêu Phàm mờ mịt lắc đầu, hắn làm sao biết cái gì là tiên kinh, chỉ biết là tiên kinh rất mạnh mà thôi. Tiên kinh, bản chất cũng không phải là cái gì công pháp, mà là chính là bản nguyên đản sinh hư vô quy tắc, ở hỗn độn hỏa rèn luyện phía dưới, qua vô tận tuế nguyệt hiển hóa mà một loại tiên đạo pháp tắc. Chuẩn xác mà nói, bọn chúng là một loại đặc thù tiên đạo đường vân, đương nhiên, bọn chúng đúng là có thể tu luyện, hơn nữa làm ít công to. Chiến tiên hư ảnh nói đến đây, do dự mấy tức mới tiếp tục mở miệng, nhưng là, phàm là tu luyện tiên đạo pháp tắc người, đều sẽ gặp tiên đạo pháp tắc phản phệ. Bị cắn trả người, nhục thân mục nát, linh hồn tán loạn, nhưng lực lượng lại bị tiên đạo pháp tắc đoạn lưu lại, sáp nhập vào tiên đạo pháp tắc. Chẳng phải là nói, tiên kinh có độc. Hơn nữa tu luyện người càng nhiều, lại càng độc. Tiêu Phàm lần thứ hai bị địa ngục đạo ma ảnh đánh bay, hoảng hốt nói. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Chiến tiên hư ảnh trầm ngâm mấy tức nói. Vậy, Linh Hoàng làm sao không có việc gì? Tiêu Phàm đột nhiên kinh ngạc nhìn phía xa chiến đấu Linh Hoàng. Linh Hoàng cũng đồng dạng tu luyện tiên kinh, mặc dù hóa thân tiên linh, nhưng nàng cũng phải chết mới đúng à. Nhưng hiện tại, Linh Hoàng vậy mà phục sinh, hơn nữa còn có được đỉnh phong thực lực. Bởi vì, nàng là người đầu tiên tu luyện bất hủ thiên địa kinh, hơn nữa, chiến tiên hư ảnh nhìn thoáng qua xa xa Linh Hoàng, nói bất hủ thiên địa kinh rất đặc thù, chia làm thiên kinh cùng địa kinh. Nàng tu luyện bất hủ phong thiên kinh trước đó, cưỡng ép đem bất hủ thiên địa đồ bóc ra, cũng liền là hiện tại ngươi nhìn thấy bất hủ phong thiên đồ cùng phong tiên sách kỳ thật hẳn gọi là bất hủ phong địa đồ càng thêm hợp lý. Lúc sắp chết, nàng đem bản thân tu vi một phân thành hai, một bộ phận bị bất hủ phong thiên đồ cướp đoạt, một bộ phận khác thì là phong ấn tại phong tiên sách. Tiêu Phàm nghe vậy, hoảng sợ không thôi. Nếu là thật sự như chiến tiên hư ảnh nói tới, vậy trước mắt Linh Hoàng, chẳng phải là chỉ là nàng đỉnh phong thời kỳ, một nửa tu vi. Chờ. Đột nhiên, Tiêu Phàm lại nghĩ tới điều gì, ta cũng đã nhận được bất hủ phong thiên đồ, bên trong phong ấn Linh Hoàng một nửa khác tu vi. Không. Chiến tiên hư ảnh lại là hủy bỏ Tiêu Phàm lời nói, ngươi lấy được bất hủ phong thiên đồ, chỉ là hắn đường vân mà thôi, không phải chân chính bất hủ phong thiên đồ, chuẩn xác mà nói, chỉ là bất hủ phong thiên đồ lạc ấn mà thôi. Làm sao sẽ? Tiêu Phàm vạn phần không hiểu. Chân chính bất hủ phong thiên đồ có thể thực chất hóa, ngươi có thể lấy ra sao? Chiến tiên hư ảnh giải thích một câu.
Lấy ra. Tiêu Phàm tự nhiên là không thể nào cầm ra được, hắn tối đa cũng chỉ là có thể diễn hóa Bất Hủ Phong Thiên Đồ thần văn quý tích. Mặc dù hắn Đường Vân hẳn là cùng chân chính Bất Hủ Phong Thiên Đồ giống như đúc, nhưng là, hư đúng là hư. Không đúng, ta được đến Lục Đạo Luân Hồi Đồ, cũng không phải thực thể a. Tiêu Phàm nhíu mày. Sau một khắc, hắn thử nghiệm điều khiển Bất Hủ Phong Thiên Đồ giải phong Lục Đạo Luân Hồi Đồ. Nhưng hắn mắt trợn tròn, sự tình đã xảy ra, một bộ cực kỳ huyền ảo tiên đồ hiện lên ở trước mắt hắn, trừ bỏ Lục Đạo Luân Hồi Đồ, còn có thể là cái gì? Lục Đạo Luân Hồi Đồ toàn thân chán phóng quang mang chói mắt, cùng phong tiên sách rất giống nhau. Hắn nhanh chóng tránh đi Địa Ngục Đạo Ma Ảnh công kích, lấy tay đụng vào, lại có loại kỳ diệu cảm nhận. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, Lục Đạo Luân Hồi Đồ vậy mà thật là thực thể. Nhưng nếu là thực thể, nó lại làm sao có thể bị Bất Hủ Phong Thiên Đồ chấn áp đây? Thở sâu, Tiêu Phàm nhanh chóng thu hồi Lục Đạo Luân Hồi Đồ, hắn kinh ngạc phát hiện, Địa Ngục Đạo Ma Ảnh ở nhìn thấy Lục Đạo Luân Hồi Đồ một sát na kia, trở nên càng điên cuồng lên. Ngươi vận khí không tệ, ngươi lấy được Lục Đạo Luân Hồi Đồ lúc, sáu đạo ma ảnh vẫn như cũ ở vào trạng thái ngủ say, nếu không phải ngươi tu luyện, cũng sẽ không kích thích bọn họ, lúc này mới có thể bị Bất Hủ Phong Thiên Đồ lạc ấn phong ấn. Chiến Tiên Hư Ảnh thanh âm tiếp tục vang lên, nhưng tương tự, ngươi vận khí lại rất không tốt, sáu đạo ma ảnh bên trong lực lượng, xa so với ngươi tưởng tượng hiếu thắng. Dừng một chút, hắn còn nói ra một câu để Tiêu Phàm kém chút sợ quá khóc mà nói. Bởi vì, cái này sáu đạo ma ảnh, cũng giữ lại ta một phần tư tu vi. Tiêu Phàm nghe nói như thế, toàn thân run rẩy dữ dội. Chiến Tiên Hư Ảnh đỉnh phong thời kỳ thực lực, hắn không biết, nhưng là, bằng vào hắn một đạo ý thức thể, liền có thể ngăn trở hai đạo ma ảnh, cũng đủ để có thể thấy được sự khủng bố. Mấu chốt là, sáu đạo ma ảnh, không nhất định vẹn vẹn giữ lại hắn một tu vi cá nhân. Tiền bối, ngươi cũng tu luyện Lục Đạo Luân Hồi Kinh. Tiêu Phàm kinh hãi hỏi. Mặc dù hắn biết rõ đây là nói nhảm, nhưng hắn vẫn như cũ muốn biết một cái xác định đáp án. Không sai. Chiến Tiên Hư Ảnh đáp lại, không chỉ có như thế, ta cũng tu luyện Bất Diệt Âm Dương Kinh cùng Thái Thượng Vãng Sinh Kinh. Bất Diệt Âm Dương Kinh, Thái Thượng Vãng Sinh Kinh. Chiến Tiên Hư Ảnh hắn đều tu luyện qua. Tiêu Phàm nhìn không được hít một hơi lạnh, người nhà là biến thái sao? Tiên kinh khủng bố như thế, ngươi vậy mà tu luyện ba bộ, không chết ngươi lại chết ai? Hắn thấy, một bộ tiên kinh cũng đủ để cho tiên vương cảnh chí mạng, lại càng không cần phải nói đồng thời tu luyện ba bộ. Tiền bối, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Phàm thở sâu, một bên run rẩy Địa Ngục Đạo Ma Ảnh, vừa nói tạp cùng cương tộc chi chủ, cùng ngài lại là quan hệ như thế nào? Khó trách Tiêu Phàm sẽ như thế đặt câu hỏi, hắn vừa mới nhìn thấy Chiến Tiên Hư Ảnh khuôn mặt, căn bản chính là cùng tạp giống như đúc a. Nếu như nói bọn họ không có quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Chiến Tiên Hư Ảnh dừng một chút, trầm giọng nói ta liền là tạp. Cái gì? Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, sợ không kịp đề phòng ở giữa, bị Địa Ngục Đạo Ma Ảnh đánh trúng, nửa người kém chút nổ tung, hoàng kim huyết dịch chảy ra. Chân hắn dẫm thời không na di thiểm, cấp tốc lóe ra mấy trăm vạn dặm, hết sức hoảng sợ nhìn phía xa Chiến Tiên Hư Ảnh, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Chiến Tiên Hư Ảnh là tạp. Làm sao có thể, tạp nhưng là muốn hủy đi tiên ma giới a, mà hắn lại muốn cứu bản thân, chẳng phải là tự mâu thuẫn. Hơn nữa, cương tộc chi chủ cùng tạp cũng có được giống nhau như đúc khuôn mặt, hai cái kia người có phải hay không cũng có quan hệ đây. Ngươi có thể như thế lý giải. Bọn họ cùng ta là nhất thể, nhưng là, bọn họ lại cùng ta có chút khác biệt. Chiến Tiên Hư Ảnh suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm nghe được có chút mộng bức, cái gì gọi là một thể, lại có chút khác biệt. Vậy các ngươi đến cùng phải hay không cùng là một người? Ngươi nhìn thấy tạp cùng cương tộc chi chủ, đều là ta một loại ý niệm, chỉ là, bọn họ sau khi ta chết, phân biệt nắm trong tay ta linh hồn cùng nhục thân. Chiến Tiên Hư Ảnh lại giải thích nói. Tiêu Phàm ngạc nhiên. Hắn biết rõ Chiến Tiên Hư Ảnh lai lịch không nhỏ, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến địa vị lớn như vậy. Liên tạp cùng cương tộc chi chủ, cũng chỉ là hắn một loại ý niệm mà thôi. Thất thần thời khắc, Tiêu Phàm bị Địa Ngục Đạo Ma Ảnh một chảo đánh xuyên ngực, đau đến nó nhe răng trợn mắt, ngũ tạng lục phủ phá toái. Tiêu Phàm biểu tình dữ tợn, Tu La kiếm hung hăng chém xuống Địa Ngục Đạo Ma Ảnh đầu. Ngay sau đó một chỉ điểm ra, kinh khủng tuế nguyệt chi giới điên cuồng rào sát lấy Địa Ngục Đạo Ma Ảnh nhục thân. Cùng lúc đó,
Tiêu Phàm tiếp tục hỏi, tất nhiên ngươi chính là Tạp, Tạp chính là ngươi, vì sao ý niệm của ngươi muốn hủy đi tiên ma giới? Trong miệng ngươi Tạp là ta ác niệm, mà cương tộc chi chủ thì là ta thiện niệm, ác niệm không nhận bất luận cái gì quy tắc trói buộc, gánh chịu lấy hủy diệt, tà ác. Chiến Tiên Hư Ảnh giải thích nói. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, trong đầu tất cả nghi hoặc tất cả đều cởi ra, hít sâu một cái nói như vậy, ngươi mới thật sự là Tạp bản thân, chủ đạo tất cả, mà Tạp tương đương với ngươi bản ngã, hoành hành không sợ, mà cương tộc chi chủ thì là ngươi chân ngã, hoàn mỹ không một tì vết. Ngươi loại thuyết pháp này rất chuẩn xác. Chiến Tiên Hư Ảnh thanh âm có chút bất ngờ, có loại nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm cảm giác. Dừng một chút hắn lại nói, ta lúc đầu phân liệt hai loại ý niệm, vốn là nghĩ đến có thể đồng thời tu luyện ba bộ tiên kinh, không nghĩ tới cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Bất quá, nói trở lại, ta còn phải may mắn ý nghĩ ban đầu, tách ra hai loại ý niệm, cũng chia lìa ta một nửa tu vi. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Phàm sắc mặt tối đen, ngươi nha, tại sao ta cảm giác ngươi là khoe khoang đây? Oán thầm sau, Tiêu Phàm lại không thể không thừa nhận, Chiến Tiên Hư Ảnh thực lực xác thực cực kỳ biến thái. Tách ra một nửa tu vi ra đời Tạp cùng cương tộc chi chủ, hai người tương đương với chỉ là kế thừa hắn một phần tư tu vi, lại như cũ như thế biến thái. Một phần tư tu vi, liền áp tiên ma giới không thở nổi. Nếu như kế thừa hắn một nửa tu vi, còn đến mức nào? Chờ chút, ngươi nói, chỉ có bất hủ thiên địa kinh không người tu luyện qua, chiếu ngươi ý tứ, mặt khác ba bộ tiên kinh, đều có người tu luyện qua. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn thấy, Chiến Tiên Hư Ảnh đã đủ cường đại. Nhưng nghe hắn ý tứ, ở hắn trước đó, còn có mạnh hơn hắn. Không sai. Chiến Tiên Hư Ảnh đáp lại nói. Là ai? Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Cụ thể ta cũng không biết. Chiến Tiên Hư Ảnh thở dài, ngươi xem như may mắn, lúc trước ta tu luyện lục đạo luân hồi kinh, gặp phản phệ, cùng sáu đạo ma ảnh đại chiến, cơ hồ tiêu hao hết bọn hắn tu vi. Mà ta tự thân tu vi, cũng còn thừa không có mấy, cuối cùng ta thua rồi, còn dư lại tu vi bị bây giờ sáu đạo ma ảnh hấp thu, nếu không, Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, nghe ngươi nói như vậy, ta bây giờ đối mặt sáu đạo ma ảnh, đều là ngươi cái kia một phần tư tu vi không sai biệt lắm hao hết còn dư lại. Ngươi nha, đỉnh phong thời kỳ rốt cuộc có bao nhiêu biến thái? Còn dư lại tu vi còn thừa không có mấy, chia ra thành sáu đạo ma ảnh, vẫn như cũ có được vượt qua Hỗn Nguyên Tiên Vương chiến lực. Nếu là người khác nói ra câu nói này, Tiêu Phàm nhất định cho là hắn đang khoác lác. Nhưng lời này từ Chiến Tiên Hư Ảnh trong miệng nói ra, hắn lại không chút do dự tin tưởng. Khó trách Tạp cường đại như thế, dù sao, hắn nhưng là có được Chiến Tiên Hư Ảnh một phần tư tu vi. Tiền bối, ngươi khi đó vì sao không tu luyện bất hủ thiên địa kinh? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Chiến Tiên Hư Ảnh thở dài nói, bất hủ thiên địa kinh là về sau mới xuất hiện, cuối cùng rơi xuống trong tay nàng. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ trong miệng hắn, nàng, là ai, dĩ nhiên chính là Chỉ Linh Hoàng. Nàng cũng là có đại năng lực, vậy mà ngăn cản bất hủ thiên địa kinh phản phệ, hơn nữa mạnh mẽ đem bất hủ thiên địa kinh một phân thành hai, nếu không phải bản ngã xuất thủ, nàng có lẽ là ta biết, một cái duy nhất thành công tu luyện tiên kinh người. Tiêu Phàm không khỏi nhìn chằm chằm Linh Hoàng một cái, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Tạp muốn giết Linh Hoàng. Thành công tu luyện bất hủ thiên địa kinh Linh Hoàng, nếu để cho nàng đầy đủ thời gian, nàng tuyệt đối có đủ thực lực đối kháng Tạp. Tạp cảm nhận được nguy cơ, lúc này mới ra tay giết Linh Hoàng. Nói như vậy, lúc trước bất hủ thiên địa bi cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là Linh Hoàng thao túng. Tiêu Phàm trở nên hoảng hốt. Hiển nhiên, cái này cùng tiên linh nói tới có rất lớn xuất nhập. Nhưng là, tiên linh mất đi đại bộ phân ký ức, nhớ sai cũng hợp tình hợp lý. Tự nhiên, nàng là ở trong tiên ma động chiếm được bất hủ thiên địa bi, vốn ta sở dĩ giết nàng, là muốn chiếm lấy bất hủ thiên địa bi bên trên bất hủ thiên địa kinh. Nhưng nàng đem hết toàn lực, dùng bất hủ thiên địa bi tạm thời chấn áp bản ngã, cũng đem bất hủ phong thiên kinh đưa vào một cái khác thời không, bản ngã dưới cơn nóng giận, đại khai sát giới. Chiến Tiên Hư Ảnh đáp lại nói, mà khi đó, chân ngã vừa lúc xuất hiện, ngăn trở bản ngã, nàng một sợi ý thức lấy còn sót lại xuống tới, bất hủ thiên địa bi cùng bất diệt âm dương luân song song hủy diệt. Tiền bối lại là làm sao lưu lại cỗ này ý thức thể? Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng tiêu hóa những tin tức này. Hắn nghĩ không hiểu, Chiến Tiên Hư Ảnh khi đó đã chết à, vì sao sự tình gì đều biết rõ rõ ràng ràng, cái này cũng thật bất khả tư nghị.
Ngươi công pháp tu luyện, hẳn là vô tận chiến điển cùng tu la cửu biến a. Đó là ta sáng tạo công pháp. Chiến tiên hư ảnh ngữ không kinh chết người không thôi nói. Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, hôm nay lấy được tin tức quá to lớn, hắn trong lúc nhất thời không tiêu hóa nổi. Vô tận chiến điển, không phải tu la tổ ma sáng tạo công pháp sao? Tu la cửu biến, là ta từ A tu la đạo lĩnh ngộ được, phối hợp vô tận chiến điển tu luyện tới cực hạn, liền có thể luyện thành vĩnh hằng tiên thể. Ta một sợi ý thức ký thác vào lục đạo luân hồi chi lực bên trong, ngươi chiếm được ngụy tiên chủng, lục đạo luân hồi chi lực mặc dù có thể không đáng kể, nhưng phối hợp vĩnh hằng tiên thể, cũng đủ làm cho ta ý thức tỉnh lại. Bản ngã cùng chân ngã nhìn thấy tất cả, ta đều biết rõ. Chiến tiên hư ảnh lại giải thích nói, hắn ngữ khí cũng có chút thổn thức. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, hắn không nghi ngờ chiến tiên hư ảnh mà nói, bất quá, hắn lại phát hiện mình có quá nhiều vấn đề muốn từ chiến tiên hư ảnh trong miệng đạt được đáp án. Tiền bối, tiên chủng cùng khư tộc lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm nhìn không được hỏi, dù là có khả năng bị địa ngục đạo ma ảnh trọng thương. Bởi vì hắn biết rõ, có chút nghi vấn, giờ phút này nếu như không làm minh bạch, về sau khả năng cũng không có cơ hội nữa. Tiên chủng là ta bị sáu đạo ma ảnh phản phệ phía trước, cưỡng ép bóc ra lục đạo luân hồi chi lực, mà tiên nguyên, thì là ta một phần tư tu vi ngưng tụ mà thành, nguyên bản ta cho rằng, đây có lẽ là duy nhất có thể đối kháng sáu đạo ma ảnh lực lượng. Bất quá, ta lại như thế nào cũng không nghĩ đến, ngươi vậy mà chiếm được tu luyện bất hủ thiên địa kinh nàng. Chiến tiên hư ảnh cảm thán nói, về phần khư tộc, chẳng qua là bản ngã sáng tạo chủng tộc. Tạp sáng tạo. Tiêu Phàm nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, khư tộc cường đại hắn nhưng là tự mình thấy qua. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, khư tộc dĩ nhiên là tạp sáng tạo. Tiền bối, lúc trước ngươi nếu như không phân ly tiên chủng cùng một phần tư tu vi, có lẽ có thể giết chết sáu đạo ma ảnh. Tiêu Phàm thật sâu thở dài. Nếu như chiến tiên hư ảnh thành công giết chết sáu đạo ma ảnh, tu luyện lục đạo luân hồi kinh, có lẽ liền không có chuyện sau đó đã xảy ra. Không. Ai ngờ chiến tiên hư ảnh xác thực phủ nhận Tiêu Phàm ý nghĩ, sáu đạo ma ảnh xa so với ngươi tưởng tượng mạnh, ngươi bây giờ nhìn thấy sáu đạo ma ảnh, chỉ là bọn hắn hóa thân mà thôi, ta lúc đầu đối phó, cũng chỉ là hóa thân. Hóa thân? Tiêu Phàm kinh hãi, run rẩy nói, vậy bọn họ chân thân? Ta nói, bọn họ là vẫn lạc tiên. Chiến tiên hư ảnh nói một cách vô cùng trịnh trọng, bọn họ vẫn lạc chân thân, ở tiên ma động chỗ sâu nhất, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi gặp được. Tiên ma động. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng vội vàng, tiên ma động chỗ nào? Chiến tiên hư ảnh lại là thật lâu không có trả lời Tiêu Phàm vấn đề, hồi lâu mới nói, chờ ngươi có thể đi đến nơi đó, tự nhiên sẽ biết rõ, mà ta, chẳng qua là một cái người dò đường mà thôi. Tiêu Phàm nghe được chiến tiên hư ảnh bất đắc dĩ. Tiêu Phàm càng là cảm giác áp lực sơn đại, liền chiến tiên hư ảnh đều như vậy, hắn lại như thế nào có thể địch? Tốt, nói cũng quá nhiều. Không đợi Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, chiến tiên hư ảnh lại nói, người nếu ngay cả bọn họ hóa thân đều giết không chết, cũng không tư cách nhìn thấy bọn họ chân thân. Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Nguyên bản hắn cho là mình đột phá tiên vương cảnh, đã đủ cường đại, nhưng bây giờ, liền nhìn thấy sáu đạo ma ảnh chân thân tư cách đều không có. Hắn lúc này mới ý thức được, bản thân biết bao nhỏ bé, sáu đạo ma ảnh mới thật sự là cường đại. Bất quá! Cái này cũng khơi dậy Tiêu Phàm vô tận chiến ý, mình nếu là liền sáu cố hóa thân đều giết không chết, lại như thế nào đối phó bọn hắn chân thân đây? Tiêu Phàm bộc phát ra vô tận chiến ý, khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Giết! Gầm lên một tiếng, hắn một kiếm chém ra, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa hung uy. Cái gì bản nguyên tuyệt kỹ, cái gì cấm kỵ chiến pháp, tất cả đều bị hắn quên hết đi. Hắn thi triển, chỉ là thuần túy kiếm đạo. Địa ngục đạo ma ảnh bị Tiêu Phàm một kiếm đánh bay, vùng hư không này vỡ nát, nổ tung, hỗn độn khí mãnh liệt, giống như khai thiên tích địa một dạng. Rõ ràng chỉ là thông thường một đòn, lại hoàn toàn không thua nghịch loạn bát ma đao. Đây chính là Tiêu Phàm bây giờ chân chính thực lực, cũng là hắn lực lượng vị trí. Hắn đã đột phá đến tiên vương cảnh, bản nguyên đại đạo độ rộng càng là đại đạo 9000 mét, kinh khủng như vậy gia trì cũng không phải đùa giỡn. Hơn nữa bạch sắc thạch đầu cùng chiến tiên hư ảnh lực lượng gia trì, vượt qua hỗn nguyên tiên vương, hắn cũng giết không tha. Địa ngục đạo ma ảnh mặt không biểu tình, nó vốn chỉ là một bộ hóa thân, chỉ biết là sát phạt,
không có linh trí, đương nhiên sẽ không có bất kỳ thống khổ. Bị Tiêu Phàm đánh bay, nó nửa người nổ tung, ma khí bành trướng. Tiêu Phàm ở lồng ngực của nó, thấy được một đạo huyết kim sắc phù văn, hắn biết rõ, đó là địa ngục đạo ấn ký cùng nhân đạo ấn ký dạng dung hợp. Thân hình hắn lóe lên, một kiếm chém ra, điên cuồng rào sát lấy địa ngục đạo ma ảnh. Một bàn tay, cấp tốc hướng về cái kia lục đạo luân hồi ấn ký chộp tới. Mắt thấy Tiêu Phàm bàn tay sắp chạm đến lục đạo ấn ký thời khắc, địa ngục đạo ma ảnh bỗng nhiên nổ tung, năng lượng kinh khủng đem Tiêu Phàm hất bay ra ngoài. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch. Trong lòng càng là giận mắng không thôi, hắn nha, cái này địa ngục đạo ma ảnh không phải là không có linh trí sao? Nó làm sao sẽ tình nguyện lựa chọn tự bảo, cũng không để cho mình lấy được lục đạo ấn ký đây. Một tiếng ầm vang, nơi xa một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý. Chỉ thấy Linh Hoàng bị Thiên Nhân Đạo cùng Tu La Đạo ma ảnh đánh bay ra ngoài, váy dài nhuốm máu, khí tức trên thân rớt xuống không ít. Siêu một tiếng, Tiêu Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở Linh Hoàng trước người, lo lắng nói, người thế nào? Địa ngục đạo cùng nhân đạo ma ảnh luân hồi ấn ký, bị bọn họ hấp thu. Linh Hoàng con ngươi băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tiêu Phàm nheo mắt, Thiên Nhân Đạo cùng Tu La Đạo ma ảnh phân biệt dung hợp một đạo luân hồi ấn ký, chẳng phải là hai đạo này ma ảnh thực lực bảo tăng gấp một. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút nhức đầu. Bình thường mà nói, địch nhân bị giết một cái, hẳn là càng ngày càng yếu mới đúng. Nhưng cái này sáu đạo ma ảnh, lại là mỗi chết một cái, thực lực của bọn nó lại càng mạnh. Cứ tiếp như thế, nếu như cuối cùng chỉ còn lại có một đạo ma ảnh, vậy thật ra thì lực còn không phải nghịch thiên. Ta tạm thời phong ấn một đạo ma ảnh, tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Linh Hoàng cũng không quay đầu lại nói. Cũng không đợi Tiêu Phàm mở miệng, nàng hai tay kết ấn, ở sau lưng nàng, bỗng hiện ra một chương phức tạp phù văn bức tranh, phía trên phủ đầy rậm rạp chẳng chịt hắc sắc phù văn. Bất hủ phong địa đồ. Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới cái này tiên đồ danh tự, hắn thử nghiệm nhớ ký bất hủ phong địa đồ phía trên phù văn, lại là phát hiện, rất khó nhớ ký. Cũng không phải hoàn toàn không nhớ được, loại này cảm giác hết sức kỳ lạ. Liền tựa như vừa mới nhớ ký, lại trong nháy mắt quên lãng. Tiêu Phàm cũng không có cưỡng cầu, tiên kinh sở dĩ thưa thớt, không phải liền là bởi vì người bình thường căn bản là không có cách nhớ ký sao. Dù cho đồng dạng tu luyện tiên kinh hắn, có được tiên vương cảnh tu vi, cũng giống như thế. Còn lo lắng cái gì, giết Thiên Nhân Đạo ma ảnh. Linh Hoàng nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, bỗng quát lên. Tiêu Phàm giận mình, lại là phát hiện, Tu La Đạo ma ảnh bị vô cùng vô tận tiên đạo thần liên trói buộc, trong lúc nhất thời căn bản không tránh thoát được. Thiên Nhân Đạo ma ảnh thấy thế, bỗng nhiên hướng về Linh Hoàng đánh giết đi. Tiêu Phàm nơi nào sẽ để nó đạt được, cầm kiếm chém ra, đầy trời kiếm khí giống như tinh quang một dạng bắn về phía Thiên Nhân Đạo ma ảnh. Thiên Nhân Đạo ma ảnh cánh sau lưng đột nhiên dương ra, vô cùng vô tận đao quang bắn ra, cùng đầy trời kiếm khí đụng vào nhau, kinh thiên động địa nổ vang truyền ra. Cảnh tượng này tương đối khủng bố, dư ba liên y khuếch tán, đều có thể tùy tiện hủy diệt vô tận tinh vực. Vô số tinh thần yên diệt, dường như chưa từng có tồn tại qua. Tiêu Phàm mắt lộ ra hung quang, vọt thẳng vào hủy diệt tính trong hắc động, cường sát Thiên Nhân Đạo ma ảnh. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm thân thể bay ngược mà ra, máu me khắp người, nửa người xuất hiện vô số vết đao, nhìn thấy mà giật mình. Sau lưng, Thiên Nhân Đạo ma ảnh truy sát mà ra, nó cũng chẳng tốt đẹp gì, mấy đôi cánh bẻ gãy, bạch quang vần quanh, vô luận như thế nào đều phục hồi như cũ không được. Nhưng là, nó không có thống khổ, ý niệm duy nhất chính là giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, bất hủ phong thiên đồ hiện lên, tiên quang bốn phía, từng đạo tiên đạo thần liên nở rộ. Hư không ào 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 rung động, tiên đạo thần liên từ bốn phương tám hướng khốn trụ Thiên Nhân Đạo ma ảnh. Giết! Tiêu Phàm thúc giục bản nguyên đại đạo lực lượng, toàn thân tiên quang bành trướng, hội tụ thành một kiếm, dường như chém ra vạn cổ, cắt đứt thời không. Thiên địa tất cả, đều dưới một kiếm này yên diệt. Thiên Nhân Đạo ma ảnh giơ thẳng lên trời gào thét, ra sức tránh thoát, từng đầu tiên đạo thần liên đứt đoạn, cuốn lên vô tận tiên lực phong bảo. Ở nó kéo đứt một đầu cuối cùng tiên đạo thần liên một sát na kia, Tiêu Phàm kiếm khí rốt cục rơi xuống, tiêu diệt thời không, nghiền nát càn khôn. Tiêu Phàm đứng sừng sững tinh không, lặng lặng nhìn cái kia mênh mông hỗn độn hắc động. Chờ đợi mấy tức,
Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rút lại một chút, lại là nhìn thấy thiên nhân đạo ma ảnh mặc dù vết thương chồng chất, không có một chỗ song địa phương tốt. Nhưng là, nó xác thực còn sống. Một đám biến thái. Tiêu Phàm thấp giọng giận mắng. Tu luyện đến nay, vẫn luôn là người khác gọi hắn biến thái, hắn cũng chưa bao giờ phản bác. Lấy hắn thiên phú, quả thật có chút biến thái. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm mới phát hiện, so với chính mình biến thay người, vẫn như cũ vẫn tồn tại. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là sáu đạo hóa thân mà thôi. Hắn không cách nào tưởng tượng, sáu đạo ma ảnh chân thân sẽ như thế nào khủng bố. Nếu không phải là có bạch sắc thạch đầu, chiến tiên hư ảnh cùng linh hoàng hỗ trợ, một lần này hắn tất nhiên ngỏm củ tỏi. Hắn không thể không thừa nhận, bằng vào hắn bản thân vừa mới đột phá tiên vương cảnh thực lực, sáu đạo ma ảnh hắn một cái đều khó có khả năng đánh thắng được. Dù sao, hắn thực lực bản thân, cũng liền so đại bộ phận La Thiên Tiên Vương mạnh một chút mà thôi. Kinh ngạc về kinh ngạc, Tiêu Phàm lại không chần chờ chút nào, hắn thúc giục kiếm khí, hóa thành một đạo chớp lóe, phóng tới thiên nhân đạo ma ảnh. Thật vất vả đả thương nặng thiên nhân đạo ma ảnh, hắn đương nhiên sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào. Nếu như liền dung hợp hai đạo luân hồi ấn ký thiên nhân đạo ma ảnh, hắn đều giết không chết, lại dựa vào cái gì kiên trì đến cuối cùng. Phốc, Tiêu Phàm tự nhiên hóa thân kiếm khí, xuyên qua thiên nhân đạo ma ảnh, triệt để ma diệt hắn ma thân. Nhưng mà, khi hắn muốn vồ xuống luân hồi ấn ký thời khắc, cái kia dung hợp hai đạo ấn ký luân hồi ấn ký, vậy mà quỷ dị biến mất. Tiêu Phàm sầm mặt lại, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía tu la đạo ma ảnh. Chỉ thấy tu la đạo ma ảnh khí tức tăng vọt, không gian chung quanh đều đang sụp đổ, gắng gượng tránh thoát linh hoàng trói buộc, khí tức lần thứ hai nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Linh hoàng, ngươi đi giúp tiền bối. Tiêu Phàm thở sâu, một bước ngăn tại linh hoàng trước người. Cẩn thận, hắn đã dung hợp bốn đạo luân hồi ấn ký. Linh hoàng còn là lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng, nhìn không được khuyên bảo Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn không có nửa điểm sợ hãi ý tứ. Bốn đạo luân hồi ấn ký mà thôi, nếu như này cũng đánh không lại, đưa qua phía dưới làm sao đối chiến dung hợp lục đạo luân hồi ấn ký sáu đạo ma ảnh đây. Hơn nữa, hắn cũng đã làm xong tùy thời đối chiến dung hợp lục đạo luân hồi ấn ký ma ảnh chuẩn bị. Hắn đều có thể giết chết sáu đạo ma ảnh, linh hoàng cùng chiến tiên hư ảnh liên thủ, khẳng định cũng có thể làm được. Nếu như xúc sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo ma ảnh tử vong, bọn họ luân hồi ấn ký, tất nhiên sẽ tề tụ một thể, hóa thành chân chính lục đạo luân hồi ấn ký. Khi đó, mới là Tiêu Phàm lo lắng nhất. Hắn không cách nào tưởng tượng, dung hợp lục đạo luân hồi ấn ký ma ảnh, sẽ cường đại đến như thế nào cấp độ. Hiện tại ta có thực lực, cuối cùng không phải ta bản thân lực lượng chân chính. Tiêu Phàm nội tâm thở dài. Hắn bản nguyên đại đạo độ rộng dĩ nhiên khủng bố, có thể cho hắn thực lực mang đến gấp 9 gia trì. Nhưng là, hắn bản nguyên đại đạo chiều dài, cho hắn gia trì quá ít, vẻn vẹn chỉ có gấp 3 mà thôi. Đối mặt tu la đạo ma ảnh, hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Giết! Tiêu Phàm không chần chờ, hét lớn một tiếng, dẫn theo tu la kiếm liền xông tới, chiến ý giạt rào, tiên đạo khí tức bành trướng. Oanh, lại là một đòn kinh thiên động địa, nhưng mà lần này, Tiêu Phàm cũng là bị chấn động bay ra ngoài. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là dung hợp bốn đạo luân hồi ấn ký mà thôi, nếu như chờ nó dung hợp lục đạo luân hồi ấn ký, còn đến mức nào? Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút do dự. Mình rốt cuộc có nên hay không để chiến tiên hư ảnh cùng linh hoàng giết chết xúc sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo ma ảnh đây? Xúc sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo ma ảnh một khi tử vong, bọn họ luân hồi ấn ký, tất nhiên cùng tu la đạo ma ảnh hòa làm một thể. Thế nhưng là không giết nó lại muốn giết mình à? Tiền bối, các ngươi có thể hay không triệt để tước đoạt một đạo luân hồi ấn ký? Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Hắn lờ mờ cảm giác, bản thân cực hạn, chính là dung hợp võ đạo luân hồi ấn ký ma ảnh. Rất khó, chúng ta có thể thử xem. Chiến tiên hư ảnh đáp lại. Nếu là có thể, hắn tuyệt đối sẽ làm đến, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng dung hợp lục đạo luân hồi ấn ký ma ảnh đáng sợ đến cỡ nào. Tạ, Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, thần sắc hết sức nghiêm túc cùng trịnh trọng, đối mặt dung hợp bốn đạo luân hồi ấn ký tu la đạo ma ảnh, hắn không dám chút nào chủ quan. Siêu, không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, tu la đạo ma ảnh toàn thân ma khí trùng thiên, che khuất bầu trời, khủng bố chân chính tiên ma hoành không đồng dạng, vồ giết về phía Tiêu Phàm. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm liên tiếp chém ra vô số kiếm,
Bản nguyên đại đạo bị hắn thôi động đến cực hạn. Kiếm khí chán phóng vạn đạo lợi mang, sắc bén bức nhân, cùng tu la đạo ma ảnh hung hăng bành trướng cùng một chỗ. Chạm! Tiêu Phàm gầm thét, thanh âm vang vọng tinh không, một tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra từng nét bùa chú, một cái tay khác không ngừng vũ động, kiếm khí thịnh phóng. Tinh không, kiếm quang khuấy động, phù văn liên miên. Tiêu Phàm muốn cưỡng ép chấn phong tu la đạo ma ảnh, cũng cường sát hắn. Phốc, một đạo hắc quang từ hỗn độn lỗ đen nở rộ, đánh xuyên phù văn phong ấn, vỡ nát ước vạn dặm tinh không, chấn động thiên địa bát hoang. Ngay sau đó, một bóng người lần nữa hiện lên ở Tiêu Phàm trước mắt. Tiêu Phàm nhìn thấy thân ảnh kia, kinh ngạc không hiểu. Thời khắc này tu la đạo ma ảnh vậy mà biến bộ dáng, phía sau có một đôi hắc sắc cốt xí, đầy miệng răng nanh, toàn thân đen như mực, vậy mà cùng Tiêu Phàm tu la biến thân giống như đúc. Không chỉ có như thế, trong tay nắm lấy một chuôi đen nhánh tuyệt thế thần kiếm, hết sức bức nhân. Tiêu Phàm nội tâm hoảng hốt, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tu la đạo ma ảnh không chỉ có dễ dàng xông phá hắn chấn phong, hơn nữa còn biến thành tu la chi thể. Rất nhanh Tiêu Phàm liền bình thường trở lại, chiến tiên hư ảnh cũng đã có nói, vô tận chiến điển cùng tu la cửu biến, là hắn sáng tạo công pháp, hơn nữa tu la cửu biến hay là từ tu la đạo suy diễn ra. Hiện tại bộ dáng, có lẽ mới là tu la đạo ma ảnh chân chính thực lực. Tiêu Phàm cảm thấy có chút bực bội, hắn rõ ràng tu luyện lục đạo luân hồi kinh, kết quả là không cách nào thi triển thì cũng thôi đi, lại còn phải chém giết lục đạo luân hồi kinh bên trong ma ảnh hóa thân. Ông, tu la đạo ma ảnh thân hình lại cử động, cuốn lên vạn đạo ma quang, nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kiệt lực chống đối, nhưng vẫn như cũ bị giết không ngừng rút lui, trong miệng máu tươi cuồng phún, vĩnh hằng tiên thể chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống. Không hổ là dung hợp bốn đạo luân hồi ấn ký, quả thực tuyệt thế khủng bố. Tiêu Phàm thể nội ta vô tận chiến huyết điên cuồng thiêu đốt, quanh thân đan sen kim sắc khí diễm, giống như thế gian cường đại nhất hỏa diễm đang thiêu đốt. Rốt cục, Tiêu Phàm chặn lại tu la đạo ma ảnh thế công. Đang lúc hắn khẽ thở phào thời điểm, nơi xa truyền đến hét lớn một tiếng. Tiểu Hữu, cẩn thận! Chiến tiên hư ảnh lớn tiếng nhắc nhở. Tiêu Phàm dư quang nhìn thấy, xúc sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo ma ảnh đồng thời nổ tung. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng có loại xúc động mà chửi thề. Phốc, bỗng nhiên, tu la đạo ma ảnh thực lực lần thứ hai tăng vọt, một kiếm nổi giận chém mà ra, kiếm khí thần quang giống như giải lụa, chiếu sáng vũ trụ. Tiêu Phàm thân thể, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, từng khúc nổ tung, máu chảy ồ ạt. Quay ngược lại quá trình, hắn lờ mờ nhìn thấy, tu la đạo ma ảnh quanh thân xuất hiện 6 cái vòng xoáy, từng cái cũng có thôn thiên chi năng. Vòng xoáy tầm đó, có huyền diệu thần liên hoành không, xen lẫn thành một cái lưới lớn, vắt ngang thiên địa. Phốc, Tiêu Phàm thân thể rốt cục nhìn không được nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nghịch loạn thời không, Tiêu Phàm trong lòng hét lớn, thúc dục thời không bản nguyên, tất cả huyết vụ cuốn ngược mà quay về, cưỡng ép khôi phục nhục thân. Hắn trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn xem tu la đạo ma ảnh. Lục đạo luân hồi ấn ký, toàn bộ dung hợp. Tiêu Phàm ánh mắt ngốc trệ. Hắn đối với mình thực lực hiểu đại khái, tối đa cũng chỉ có thể ứng phó dung hợp 5 đạo luân hồi ấn ký bộ dáng. Hiện tại tu la ma ảnh tề tụ lục đạo luân hồi ấn ký, cái này còn chơi như thế nào? Xin lỗi. Chiến tiên hư ảnh xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, lục đạo luân hồi ấn ký liên lạc với nhau, chúng ta không thể cướp lại. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, chiến tiên hư ảnh cũng không có thiếu mình cái gì, ngược lại giúp mình nhiều như vậy. Nếu không phải chiến tiên hư ảnh, hắn tu luyện lục đạo luân hồi kinh đột phá tiên vương cảnh một sát na kia, đoán chừng liền bị 6 đạo ma ảnh cho cắn trả, chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ. Sự tình đã phát sinh, hắn cần làm, không phải trách tội ai, mà là phải như thế nào mới có thể tiêu diệt tu la đạo ma ảnh. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính ngươi, Tiêu Phàm, có thể đáp ứng hay không ta một sự kiện. Linh Hoàng lạnh lùng đôi mắt đẹp bỗng nhìn về phía Tiêu Phàm. Mời nói. Tiêu Phàm thở sâu. Bảo trụ vạn tộc đồng thời, hy vọng ngươi có thể chiếu cố một chút linh tộc. Linh Hoàng nói ra linh tộc, trong mắt lúc này mới hiện lên một vòng nhu hòa. Nếu như ta có thể sống tiếp. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Linh Hoàng gật đầu, nói ta tất cả sắp biến mất, cuối cùng, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Nói xong, Linh Hoàng thân ảnh đột nhiên bắt đầu quang hóa, giống như cánh hoa đồng dạng, từng mảnh chóc ra, cuối cùng tất cả đều sáp nhập vào Tiêu Phàm thể nội.
Tiêu Phàm cảm nhận được bàng bạc tiên lực tràn vào thể nội, nội tâm rung động, hai con ngươi hướng về không ngừng quang hóa linh hoàng, ngũ vị tạp bàn. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến linh hoàng, vậy mà lại thành toàn mình. Đây chính là nàng một nửa tu vi a, mặc dù trôi mất không ít, nhưng cũng đủ làm cho nàng hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Chỉ là, tu la đạo ma ảnh hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian. Tiêu Phàm, tiếp xuống dựa vào chính ngươi. Chiến tiên hư ảnh ánh mắt chớp lên, bước ra một bước, bỗng nhiên cùng Tiêu Phàm hòa thành một thể. Sau một khắc, Tiêu Phàm quanh thân chán phóng vô lượng kim quang, hình thành một đạo cường đại kết giới. Tu la đạo ma ảnh một kiếm đứng ở kết giới phía trên, vậy mà trực tiếp bị bắn ra ngoài. Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi, hắn không cách nào tưởng tượng, chiến tiên hư ảnh thực lực đạt đến cảnh giới gì. Một sợi ý thức mà thôi, vậy mà chặn lại dung hợp lục đạo luân hồi ấn ký tu la đạo ma ảnh. Hắn không dám chần chờ, nhanh chóng luyện hóa linh hoàng tiên lực. Hắn tâm thần chìm vào bản nguyên thế giới, kinh hãi phát hiện, bản nguyên đại đạo ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. 1.500m, 2.000m, chỉ một lát sau, hắn bản nguyên đại đạo liền đến gần vô hạn 3.000m, Hồng Trần Tiên Vương đỉnh phong. Khoảng cách La Thiên Tiên Vương cũng chỉ có cách xa một bước. Mặc dù không thể phóng ra một bước này, nhưng hắn bản nguyên đại đạo độ rộng cũng đang không ngừng gia tăng, đạt đến 9.500m. Tiêu Phàm thở sâu, tâm thần rời khỏi bản nguyên thế giới, lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt chán phóng hai đạo thần mang, trong nháy mắt xé ra vũ trụ. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ. Hắn biết rõ, linh hoàng đã hoàn toàn chết đi. Nhưng mà, ở hắn ý thức không gian bên trong, lại là lơ lửng một chương kỳ diệu tiên đồ. Phong tiên sách, không, chuẩn xác mà nói, là bất hủ phong địa đồ. Không chỉ có như thế, hắn ở trong bất hủ phong địa đồ, thấy được ngủ say tiên linh, cái này khiến Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc. Linh hoàng không phải đã phi hôi yên diệt sao, tiên linh làm sao còn sống sót? Chẳng lẽ tiên linh thật không phải là linh hoàng? Nhưng nó là gì có thể hóa thân linh hoàng, hơn nữa thôi động bất hủ phong thiên đồ bên trong linh hoàng phong ấn tu vi đây? Tiêu Phàm, ta đã đến cực hạn. Chiến tiên hư ảnh thanh âm vang lên, ta tạm thời còn không thể tiêu tán, nhất định phải bảo trụ ngươi cảnh giới. Ta chuẩn bị xong. Tiêu Phàm trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn thế mới biết, bản thân chỉ là một cái Hồng Trần Tiên Vương mà thôi, vì sao có thể phát huy ra vượt qua Hỗn Nguyên Tiên Vương chiến lực. Nguyên lai, là chiến tiên hư ảnh tạm thời đem hắn cảnh giới tăng lên tới vượt qua Hỗn Nguyên Tiên Vương cấp độ. Tiền bối, cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Tiêu Phàm lần nữa mở miệng nói, tiên linh, đến cùng phải hay không linh hoàng? Phải, cũng không phải. Chiến tiên hư ảnh không chút nghĩ ngợi nói, đầu kia mèo, chẳng qua là bất hủ phong địa đồ ra đời linh trí mà thôi, bên trong cất giấu nàng một sợi ý chí. Nàng mặc dù đã vẫn lạc, nhưng lại lấy một loại hình thức khác sống tiếp. Nó không phải nàng, cũng có thể nói là nàng. Thì ra là thế. Tiêu Phàm trở nên hoảng hốt, khó trách tiên linh có một số việc không rõ ràng, nguyên lai là duyên cớ như vậy. Hắn còn vẫn cho rằng, tiên linh chính là linh hoàng đây. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, Tiêu Phàm quanh thân kết giới nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ biến mất. Tu la đạo ma ảnh cầm trong tay một chuôi lục đạo luân hồi biến thành tiên kiếm đâm tới, thẳng đến Tiêu Phàm mi tâm. Nếu là bị một kiếm này chém trúng, dù cho Tiêu Phàm là tiên vương, không chết cũng tàn phế. Bang, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Phàm cầm kiếm chống đối, bị tu la đạo ma ảnh chấn động bay ra ngoài. Hư không đứt từng khúc, hắc động không ngừng hiện lên, năng lượng kinh khủng liên y quét sạch vũ trụ. Tiêu Phàm dẫm chân xuống, vô tận chiến huyết thiêu đốt, toàn thân tiên quang bành trướng, sáng chói hết sức, một cước dẫm ở hư không, kinh khủng thời không chi lực mãnh liệt cuộn trào ra. Tóc hắn rối tung, ánh mắt lạnh lùng, hàn quang bắn ra bốn phía. Giết! Theo gầm lên một tiếng, Tiêu Phàm ngừng xu hướng suy tàn, cùng tu la đạo ma ảnh rằng co cùng một chỗ, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắn sắc mặt đỏ lên, trên trán gân xanh kém chút nổ tung. Sau một khắc, Tiêu Phàm không chút do dự thôi động thể nội thế giới chi lực, khí tức lần thứ hai tăng vọt. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp thúc giục địa ngục đạo luân hồi cùng nhân đạo luân hồi ngọc phù, lực lượng lần thứ hai tăng vọt. Oanh, tu la đạo ma ảnh bị hắn hất bay ra ngoài, bằng vào lực lượng, Tiêu Phàm đã đạt đến đỉnh cao nhất. Tốc chiến tốc thắng. Chiến tiên hư ảnh thúc giục nói. Hắn để Tiêu Phàm cảnh giới tạm thời vượt qua Hỗn Nguyên Tiên Vương,
có thể tiêu phàm tiên tri lực nhưng lại xa xa không có đạt tới như vậy cấp độ, tiên lực tiêu hao quá nhanh, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nếu như tiên linh thức tỉnh, hắn có lẽ còn không cần lo lắng tiên tri lực tiêu hao. Nhưng mấu chốt là, tiên linh tạm thời lâm vào ngủ say, căn bản là không có cách cho nàng bổ sung liên tục không ngừng tiên lực. Tiêu phàm không có nhiều lời, hắn cũng biết, bản thân loại này trạng thái kéo dài không được bao lâu. Giết không được tu la đạo ma ảnh, cũng chỉ có thể bị tu la đạo ma ảnh giết chết. Chân hắn dẫm thời không na di thiểm, trong nháy mắt xuất hiện ở tu la đạo ma ảnh trước người, kiếm trong tay giống như nhanh chóng chớp động, như cùng ở tại khiêu vũ, động tác nhẹ nhàng phiêu giật. Nhưng là, mỗi một kích cũng đầy khủng bố, giết tu la đạo ma ảnh liên tục bại lui. Giết! Tiêu phàm cơ hồ toàn lực ứng phó, vận dụng tất cả át chủ bài. Nếu như này cũng giết không chết tu la đạo ma ảnh, hắn cũng chỉ có thể chịu phục. Tay phải hắn bên trong tu la kiếm, cơ hồ không có dừng lại, tay trái càng là đánh ra từng đạo thủ quyết, hóa thành đầy trời phù văn, chấn phong tu la đạo ma ảnh. Mặc dù hắn chỉ là một người, lại là tương đương với hai người hợp lực. Tu la đạo ma ảnh toàn thân phủ đầy vết kiếm, ma khí quay cuồng, khí tức trên thân không ngừng rơi xuống. Tiêu phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, bùng nổ như vậy thức chuyển vận, hắn tiên tri lực nhanh chóng tiêu hao. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, tiêu phàm càng ngày càng lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện, bản thân khí tức rơi xuống, so tu la đạo ma ảnh càng nhanh. Cứ tiếp như thế, hắn tất nhiên so tu la đạo ma ảnh mau hơn hao hết lực lượng. Làm sao bây giờ? Tiêu phàm không dám có chút dừng lại, bởi vì hắn không thể cho tu la đạo ma ảnh thở hổn hển cơ hội. Tiểu tử, chống đỡ. Chiến tiên hư ảnh cũng lộ ra lo lắng, cho tiêu phàm động viên. Tiêu phàm sắc mặt càng ngày càng trắng bạch, há mồm thở dốc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống. Chống đỡ. Bản thân làm sao chống đỡ à? Kia tu la đạo ma ảnh, căn bản chính là không phải người biến thái. Để cho hắn buồn bực là, tự mình tu luyện lục đạo luân hồi kinh, vậy mà không cách nào thi triển lục đạo luân hồi kinh bên trong thủ đoạn. Hắn nội tâm biệt khuất tới cực điểm, trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, nhưng mà hắn lại phát hiện, bản thân cơ hồ đã thi triển tất cả át chủ bài. Đây đã là hắn cực hạn lực lượng. Đáng tiếc, nếu là ta bản nguyên đại đạo đạt đến hỗn nguyên tiên vương cảnh, giết hắn như đồ heo chó. Tiêu phàm âm thầm cắn răng. Ngươi nếu như hỗn nguyên tiên vương cảnh, cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn. Chiến tiên hư ảnh ngữ khí ngưng trọng nói, trên cảnh giới áp chế, hắn liền có thể đem ngươi ăn gắt gao. Tiêu phàm không biết nói gì, mặt âm trầm, lộ ra một vòng ngoan tuyệt. Giết không chết ngươi, ta cũng không sống nổi, vậy liền cuối cùng liều mạng a. Tiêu phàm thở sâu, sau một khắc, hai con mắt của hắn bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Tiêu phàm mắt trái trong nháy mắt biến thành màu đen kịt, giống như một phiến thâm nguyên, nhìn không đến bất luận cái gì quang hoa. Mà mắt phải, lại là dường như một cái biển máu, một đầu huyết u minh du đáng trong đó. Mắt trái thiên số chi nhãn, mắt phải nghịch loạn chi đồng. Đây cũng là tiêu phàm sau cùng át chủ bài. Hai loại đồng thuật mở ra, tiêu phàm thế giới trước mắt, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nhất là tu la đạo ma ảnh, cùng hắn trước đó nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Chuẩn xác mà nói, trong mắt của hắn tu la đạo ma ảnh đã biến mất, chỉ có lục đạo luân hồi ấn ký lơ lửng. Lục đạo luân hồi ấn ký tầm đó, có một loại thần diệu lực lượng, lẫn nhau nối liền cùng nhau, chặt chẽ không thể tách rời. Sáu đạo ma ảnh, nguyên lai chẳng qua là lục đạo luân hồi ấn ký biến thành, khó trách giết không chết. Tiêu phàm nội tâm kinh hãi vạn phần. Tiêu phàm, ngươi vậy mà có được hai loại đồng thuật. Chiến tiên hư ảnh nhìn thấy tiêu phàm con ngươi phát sinh biến hóa, cũng là kinh ngạc vạn phần. Làm sao? Tiêu phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy chiến tiên hư ảnh tiếng lòng như thế sao động. Chiến tiên hư ảnh cường đại dường nào, thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng, hắn chẳng lẽ chưa từng gặp qua? Không, nhất định là gặp qua, bằng không hắn cũng sẽ không như thế đặt câu hỏi, càng sẽ không lộ ra vẻ kích động. Ngươi không chết được. Chiến tiên hư ảnh thở sâu, ngươi song đồng phía dưới, phải chăng có thể nhìn thấy lục đạo luân hồi ấn ký liên hệ? Có thể. Tiêu phàm gật đầu. Chặt đứt lục đạo luân hồi ấn ký liên hệ, cướp đoạt luân hồi ấn ký, liền có thể giết chết sáu đạo ma ảnh. Chiến tiên hư ảnh giải thích nói. À, tiêu phàm ánh mắt sáng lên, rốt cục thấy được hy vọng ánh dạng đông. Hắn không có hỏi nhiều, thân hình lóe lên,
Tu La kiếm lấy một cái tuyệt diệu góc độ, một kiếm đâm vào lục đạo luân hồi ấn ký ở giữa sợi tơ phía trên. Sau một khắc, lục đạo luân hồi ấn ký bên trong thiên nhân đạo ấn ký trong nháy mắt chóc ra. Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, trực tiếp đem ngày đó nhân đạo luân hồi ấn ký chộp trong tay. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm dường như nắm trong tay một loại tuyệt thế lực lượng, ở hắn quanh thân, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu trắng. Đây là... Tiêu Phàm hoảng sợ, hắn đột nhiên cảm giác mình nắm giữ một loại không biết lực lượng. Ngươi tu luyện lục đạo luân hồi kinh, bây giờ lấy được thiên nhân đạo ấn ký, đã có thể thi triển thiên nhân đạo luân hồi lực lượng. Chiến Tiên hư ảnh giải thích nói. Tiêu Phàm kinh ngạc. Chẳng trách mình trước đó không cách nào thôi động lục đạo luân hồi chi lực, nguyên lai là duyên cớ như vậy. Chỉ có lấy được luân hồi ấn ký, mới có thể khống chế loại này lực lượng. Phốc, Tiêu Phàm kích động thời khắc, một đạo lợi mang trong nháy mắt xuyên qua hắn lồng ngực, đau Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt. Lại là Tu La đạo ma ảnh giết tới gần, nếu không phải hắn thời điểm then chốt né tránh một lần, đoán chừng đâm chúng cũng không phải là ngực, mà là mi tâm. Mặc dù Tu La đạo ma ảnh bị tước đoạt thiên nhân đạo luân hồi ấn ký, nhưng là hắn thực lực, vẫn như cú tuyệt thế khủng bố. Tiêu Phàm, đừng vui quá hóa buồn. Chiến Tiên hư ảnh ân cần nhắc nhở nói. Tiêu Phàm trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, bản thân thật vất vả tìm được chém giết Tu La đạo ma ảnh phương pháp, nếu như kích động quá độ, chết ở trong tay Tu La đạo ma ảnh, có thể liền là chuyện cười lớn. Chảm! Tiêu Phàm sắc mặt hung ác, hắn cũng không có tránh thoát Tu La đạo ma ảnh tiên kiếm, ngược lại một bước tiến lên, cơ hồ cùng Tu La đạo ma ảnh mặt đối mặt. Trong tay Tu La kiếm lại là quỷ dị kéo cái kiếm hoa, lần nữa tước đoạt một đạo luân hồi ấn ký. Địa ngục đạo luân hồi ấn ký. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, lại là phát hiện, bên cạnh mình lại thêm một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Cùng lúc đó, hắn lại nắm giữ địa ngục đạo luân hồi chi lực. Liên tiếp, Tiêu Phàm trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống. Tu La đạo ma ảnh lại là mặt không biểu tình, tiên kiếm nhấc lên, trực tiếp xé ra Tiêu Phàm lồng ngực, một phần ba thân thể ly thể, hoàng kim huyết dịch rải đầy trời. Tiêu Phàm nhìn xuống to lớn đau xót, một bộ muốn cùng Tu La đạo ma ảnh liều mạng bộ dáng, nhất định chính là đánh bất tử Tiểu Cường, lần nữa cuốn lấy Tu La đạo ma ảnh. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm tước đoạt năm đạo luân hồi ấn ký. Mặc dù sắc mặt trắng bạch, cơ hồ đã đến cực hạn, nhưng là, hắn lại là lộ ra một vòng nụ cười tà dị. Chiến đấu dừng ở đây rồi. Tiêu Phàm giơ lên cao cao Tu La kiếm, trực tiếp đem Tu La đạo ma ảnh cho phá tan thành từng mảnh. Hắn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cầm Tu La đạo luân hồi ấn ký. Tu La đạo ma ảnh mất đi Tu La đạo luân hồi ấn ký, liền lại cũng không có phục sinh. Tiêu Phàm nhìn xem quanh thân sáu cái vòng xoáy, cảm giác mình ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Sáu đạo ma ảnh mạnh mẽ quá đáng, cũng may bản thân cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới. Còn sống. Tiêu Phàm thở dài một ngụm chọc khí. Loại này cảm giác, hắn đã rất nhiều năm không có trải qua. Mặc dù hắn giờ phút này thân thể đã lung lay sắp đổ, tiên lực cơ hồ hao hết, nhưng lại cảm giác tinh thần sung mãn. Chúc mừng. Chiến Tiên hư ảnh lần nữa hiện lên, rời đi Tiêu Phàm thân thể. Đem so với phía trước, Chiến Tiên hư ảnh trở nên càng thêm mờ đi, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Ở hắn rời đi Tiêu Phàm thân thể trong nháy mắt, Tiêu Phàm tu vi trong nháy mắt rơi vào Hồng Trần Tiên Vương cảnh. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm từ trong thâm tâm nói cảm tạ, hướng về phía Chiến Tiên hư ảnh làm một lễ thật sâu. Hắn biết rõ, nếu không phải Chiến Tiên hư ảnh hỗ trợ, bản thân đã sớm không giải thích được chết. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Lục đạo luân hồi kinh, ngươi đã tu luyện thành công, ngươi một mực tiếp tục tu luyện, không cần lo lắng sáu đạo ma ảnh. Chiến Tiên hư ảnh vui vẻ tiếp nhận một lễ này. Bọn họ sẽ không lại xuất hiện. Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. Tạm thời sẽ không. Chiến Tiên hư ảnh đáp lại. Cái gì gọi là tạm thời sẽ không? Tiêu Phàm không hiểu. Chiến Tiên hư ảnh tiếp tục giải thích nói, tu luyện lục đạo luân hồi kinh người, đều là chết ở vừa mới tu luyện lục đạo luân hồi kinh thời điểm, bao quát ta. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ta chỉ là chiếm được lục đạo luân hồi kinh, lại không tính tu luyện nó. Một khi thành công chém giết sáu đạo ma ảnh, ngươi liền có thể điều khiển lục đạo chi lực, quanh thân cái kia sáu đạo vòng xoáy, chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng là, ngươi cuối cùng phải đối mặt sáu đạo ma ảnh chân thân. Cho dù ngươi không đi tìm bọn họ cũng nhất định sẽ tìm tới ngươi. Tiêu Phàm cau mày,
Hắn lúc này mới ý thức được, bản thân giết chẳng qua là 6 đạo ma ảnh hóa thân mà thôi. So với bọn chúng chân thân mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà có được 2 loại đồng thuật. Chiến tiên hư ảnh khẽ thở dài một cái, nói ta còn thừa lại một điểm tu vi, cuối cùng giúp ngươi một chút sức lực. Tiêu Phàm sững sờ, nói tiền bối cũng muốn đem tu vi truyền cho ta sao? Vậy không cần thiết, tiền bối tiếp tục ở tại ta thể chất dị tượng bên trong, chẳng phải là tốt hơn? Ta trách nhiệm đã hoàn thành, không cần thiết. Chiến tiên hư ảnh lắc đầu. Tiêu Phàm còn muốn nói điều gì, chiến tiên hư ảnh lại nói, Tiêu Phàm, ngươi có muốn hay không có được cường đại hơn đồng thuật? Cường đại hơn đồng thuật? Tiêu Phàm kinh ngạc. Trên đời còn có so thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng cường đại hơn đồng thuật sao? Nhưng mà, khi hắn nghe được chiến tiên hư ảnh lời kế tiếp lúc, trực tiếp ngốc trẻ tại nguyên chỗ. Ngươi có 2 loại đồng thuật, phối hợp lục đạo luân hồi kinh, có thể tu luyện ra tiên đồng, lục đạo luân hồi chi nhãn, ngươi có muốn hay không thử xem? Tiên đồng, lục đạo luân hồi chi nhãn. Tiêu Phàm hô hấp đều trở nên dồn dập lên, thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng đã đủ cường đại, trên đời vẫn còn có so với cái này 2 loại đồng thuật càng cường đại hơn đồng thuật. Hắn biết rõ, phàm là cùng tiên liên quan đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Như thế nào mới có thể tu luyện? Tiêu Phàm nghiêm túc thỉnh giáo, cũng tràn đầy chờ mong. Bây giờ ngươi đã cơ bản nhập môn lục đạo luân hồi kinh, có thể lấy lục đạo luân hồi kinh làm dẫn tử, mượn nhờ 6 đạo ma ảnh lực lượng cưỡng ép dung hợp 2 loại đồng thuật. Chiến tiên hư ảnh nghiêm túc giải thích, bất quá ngữ khí tương đối ngưng trọng, chỉ đến như thế thứ nhất, ngươi có thể sẽ mất đi 6 đạo ma ảnh, hơn nữa quá trình cực kỳ thống khổ. Mất đi 6 đạo ma ảnh. Tiêu Phàm có chút chần chờ, vậy ta tu luyện vẫn là lục đạo luân hồi kinh sao? Lục đạo luân hồi kinh sở dĩ mạnh, không phải liền là bởi vì 6 đạo ma ảnh nguyên nhân sao? 6 đạo ma ảnh thực lực, cho dù không bằng bản thể hắn, nhưng là không kém nhiều, đây chính là tương đương với có được 6 đạo đỉnh cấp phân thân A. Tự nhiên vẫn là lục đạo luân hồi kinh. Chiến tiên hư ảnh thản nhiên nói, thế gian vạn vật, đều là xuất phát từ một cái cân bằng, ngươi chiếm được một chút, tự nhiên cũng phải mất đi một chút. Điểm này, Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm tán đồng. Tiền bối, ngươi đã từng là không tu luyện lục đạo luân hồi chi nhãn? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Chiến tiên hư ảnh gật đầu một cái, tu luyện. Có thể ngươi vẫn như cũ không địch lại 6 đạo ma ảnh. Tiêu Phàm nhíu mày, nội tâm càng thêm do dự. Chiến tiên hư ảnh đỉnh phong thời kỳ, cường đại dường nào? Hơn nữa hắn còn tu luyện lục đạo luân hồi chi nhãn, lại như cũ không phải 6 đạo ma ảnh đối thủ, mình nếu là như thế, chẳng phải là đi chiến tiên hư ảnh đường xưa. Ta tu luyện lục đạo luân hồi chi nhãn, không đủ thuần túy, hoặc có lẽ là ta cũng không chân chính thành công. Chiến tiên hư ảnh thở dài, bởi vì ta không chỉ tu luyện lục đạo luân hồi kinh, vẫn là bất diệt âm dương kinh cùng thái thượng vãng sinh kinh. Nhiều bộ tiên kinh lẫn nhau xung đột. Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn cũng không phải hoài nghi chiến tiên hư ảnh dụng tâm, bởi vì hắn có thể tưởng tượng đến lục đạo luân hồi chi nhãn cường đại. Chỉ là, hắn trong lúc nhất thời ở 6 đạo ma ảnh cùng lục đạo luân hồi chi nhãn ở giữa khó có thể lấy hay bỏ mà thôi. Chiến tiên hư ảnh gật đầu một cái, nói cụ thể lựa chọn như thế nào, còn phải xem chính ngươi, ta chỉ là sách cái đề nghị mà thôi. Tiêu Phàm nhíu mày, trầm mặc không nói, trong đầu tính toán rất nhanh lên. Hắn đang tự hỏi, rốt cuộc là 6 đạo ma ảnh tốt, vẫn là lục đạo luân hồi chi nhãn mạnh. Đang lúc hắn do dự thời khắc, hắn cái trán đột nhiên truyền đến một trận nóng bỏng đau nhói, lại là bạch sắc thạch đầu bỗng lần nữa biến mất, lần nữa về tới hắn ý thức không gian. Bạch sắc thạch đầu quang mang hừng hực, dường như đang nhắc nhở hắn. Đây là muốn ta tu luyện lục đạo luân hồi chi nhãn ý tứ. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Chiến tiên hư ảnh hắn có lẽ không tin, nhưng là bạch sắc thạch đầu hắn là xưa nay sẽ không hoài nghi. Bất quá để Tiêu Phàm kỳ dị là, bạch sắc thạch đầu rõ ràng lai lịch bất phàm, chiến tiên hư ảnh hẳn là sớm liền phát hiện sự tồn tại của nó mới đúng a. Nhưng chiến tiên hư ảnh lại dường như không có gặp bạch sắc thạch đầu đồng dạng, thậm chí ngay cả nửa điểm khác thường cảm xúc đều không có. Tiền bối, cụ thể muốn tu luyện như thế nào lục đạo luân hồi chi nhãn? Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, làm một cái quyết định. Vận chuyển lục đạo luân hồi kinh, dẫn động 6 đạo ma ảnh lực lượng, cưỡng ép dung hợp là được. Chiến tiên hư ảnh hơi hơi bất ngờ, không nghĩ tới Tiêu Phàm liền nhanh như vậy quyết định. Bất quá, quá trình này tương đối khó thụ,
Sáu đạo ma ảnh biến mất, sẽ cho ngươi mang đến cường đại phản phệ. Ta đây sợ ý thức cũng sắp biến mất, cuối cùng cũng không giúp được ngươi cái gì. Nói xong, chiến tiên hư ảnh ý thức thể bỗng trở nên càng thêm mờ đi, toàn thân rút ra từng đạo năng lượng màu vàng óng sợi tơ, sáp nhập vào Tiêu Phàm thể nội. Tiền bối! Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem chiến tiên hư ảnh, hắn đây là chuẩn bị đem còn dư lại lực lượng đưa cho chính mình. Hy vọng ngươi có thể vượt qua độ cao của ta. Chiến tiên hư ảnh để lại một câu nói, liền hoàn toàn biến mất, trên mặt từ đầu đến cuối đều bảo trì nụ cười. Tiêu Phàm cũng không có chút gì do dự, chiến tiên hư ảnh lực lượng đã còn thừa không có mấy, nhưng cũng là cực kỳ bàng bạc, giúp hắn đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh dư xài. Nhưng là, Tiêu Phàm lại không có đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh dự định, mà là vận chuyển lục đạo luân hồi kinh, điều động sáu đạo ma ảnh lực lượng, cưỡng ép dung hợp thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng. A, một cỗ mãnh liệt đau nhói từ hai mắt truyền ra, dòng máu màu vàng óng từ trong hốc mắt ngã nhào mà xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm không gian ý thức kịch liệt rung động, loại này thống khổ, quả thực là không phải người thừa nhận. Khó trách liền chiến tiên hư ảnh đều lòng còn sợ hãi. Tiêu Phàm đau kém chút hôn mê đi, bất quá hắn vẫn như cố cắn răng kiên trì, duy trì thanh tỉnh. Một khi hôn mê, hắn cũng liền triệt để thất bại. Lần tiếp theo, hắn chưa hẳn còn có dũng khí như vậy. Tiêu Phàm cắn chặt răng, cưỡng ép dung hợp thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng. Nhưng mà, vẹn vẹn dung hợp không đến một phần mười, chiến tiên hư ảnh lực lượng liền bị hắn tiêu hao không còn một mảnh. Bất quá, Tiêu Phàm lại không chút do dự, trực tiếp điều động thiên nhân đạo ma ảnh lực lượng, tiếp tục dung hợp. Chỉ chốc lát sau, thiên nhân đạo ma ảnh lực lượng hao hết, hai loại đồng thuận mới vẹn vẹn dung hợp một phần năm. Dựa theo khuynh hướng này, bản thân cho dù tiêu hao hết sáu đạo ma ảnh lực lượng, cũng mới vẹn vẹn có thể dung 7 phần 10 mà thôi. Đây là phải thất bại sao? Tiêu Phàm cau mày, dường như đã quên đi thống khổ, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Muốn hay không tiếp tục? Đang lúc hắn do dự thời khắc, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, thiên nhân đạo ma ảnh vậy mà không có biến mất, chỉ là trở nên hư ảo rất nhiều. Phải biết, chiến tiên hư ảnh thế nhưng là đã nói với hắn, một khi sáu đạo ma ảnh lực lượng hao hết, sáu đạo ma ảnh liền sẽ hoàn toàn biến mất a. Vậy bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Cẩn thận cảm ứng xuống, Tiêu Phàm phát hiện, dĩ nhiên là bạch sắc thạch đầu tản ra một cỗ hơi yếu năng lượng, duy trì lấy thiên nhân đạo ma ảnh hình thái. Nếu không, thiên nhân đạo ma ảnh đoán chừng đã hoàn toàn biến mất. Cái này khiến Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc, thiên nhân đạo ma ảnh thế nhưng là lục đạo luân hồi kinh tu luyện sản phẩm a. Lục đạo luân hồi kinh là cái gì? Đây chính là tiên kinh a, bạch sắc thạch đầu lại có thể ảnh hưởng đến tiên kinh. Tiêu Phàm còn cho rằng mắt mình hoa, có thể sự thật chính là như thế. Bạch sắc thạch đầu, rốt cuộc là cái gì? Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh, hắn biết rõ, bạch sắc thạch đầu tuyệt đối không phải tu la tổ ma nói tới đơn giản như vậy. Thở sâu, Tiêu Phàm tiếp tục điều động địa ngục đạo ma ảnh lực lượng, dung hợp hai loại đồng thuật. Quả nhiên như hắn sở liệu, mỗi một đạo luân hồi ma ảnh lực lượng, chỉ có thể nhường hắn dung hợp một phần mười. Nhưng là hắn không chút do dự. Không biết qua bao lâu, sáu đạo ma ảnh lực lượng toàn bộ hao hết, hai loại đồng thuật cũng rốt cục dung hợp 7 phần 10. Còn có 3 phần 10, phải làm gì? Tiêu Phàm cau mày, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, sắc mặt trắng bạch, suy yếu tới cực điểm. Là tiếp tục dung hợp, hay là từ bỏ? Tiếp tục dung hợp, bản thân căn bản không có lực lượng tiếp tục. Nhưng từ bỏ, hắn lại cực kỳ không cam. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Tiêu Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại là hắn thể nội cuồn cuộn tiên lực, tự động điên cuồng tuôn hướng hai mắt, hắn nghĩ ngăn cản, làm thế nào cũng không ngăn cản được. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thể nội tiên lực cấp tốc xói mòn, điên cuồng tràn vào hai mắt. Không, không chỉ là tiên lực, còn có sinh cơ, thiên số chi lực, khí vận, toàn bộ đang chảy mất. Hắn nhục thể rất nhanh trở nên khô quắt lên, dường như gần đất xa trời lão nhân. Tiếp tục như vậy, sáu đạo ma ảnh không có biến mất, đoán chừng hắn phải biến mất. Kinh hãi sau, Tiêu Phàm lại mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh trở lại, cảm thụ được thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng biến hóa. Nhưng hắn vui mừng là, hai loại đồng thuật vậy mà đang tự động dung hợp. Chỉ là hắn không biết, bản thân tiên lực có thể hay không kiên trì đến một khắc cuối cùng. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm nhục thân đã làm xẹp như củi, cơ hồ chỉ còn lại có một điểm sinh cơ, tùy thời đều có thể một mệnh ô hô.
Hắn dường như đã triệt để quên đi thống khổ, trên mặt duy trì đắng chát cùng vẻ bất đắc dĩ. Bản thân dù sao cũng là đường đường tiên vương a, nếu như chết như vậy, quả thực là chuyện cười lớn. Mấu chốt là, nghịch loạn chi đồng cùng thiên số chi nhãn dung hợp, đã sắp đến hồi kết thúc, vượt qua 9 phần 10. Mà hắn tiên lực, căn bản không đủ để hắn kiên trì đến cuối cùng. Nếu không phải hắn ý chí đủ cường đại, đoán chừng đã tuyệt vọng. Hiện tại, hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào bạch sắc thạch đầu phía trên. Bởi vì hắn phát hiện, từ đầu đến cuối, bạch sắc thạch đầu một mực đều đang tràn ngập một loại năng lượng kỳ lạ, duy trì lấy bản thân sinh cơ. Liền tựa như, hắn đang lấy máu, mà bạch sắc thạch đầu lại đang cho hắn bổ huyết. Nếu không, hắn tất nhiên chảy hết máu mà chết. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm ý thức đều trở nên bắt đầu mơ hồ, hoàn toàn dựa vào sau cùng ý chí chống đỡ lấy. Ta không thể chết. Tiêu Phàm một lần lại một lần nói với chính mình. Lại khó con đường, lại hung kiếp, chính mình cũng đã xông qua được, lại có thể ngã ở đây. Thế nhưng là, hắn thật rất muốn nhắm mắt lại, như vậy an nghỉ. Hắn khô héo mí mắt, nặng như vạn tấn, từ từ rơi xuống dưới, hắn nghĩ ngăn cản, làm thế nào cũng không ngăn cản được. Rốt cục, hắn không kiên trì nổi, mí mắt rơi xuống, triệt để khép kín. Bốn phía một lần nữa quy về tĩnh mịch, khiến người sợ hãi. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm dường như nghe được một tiếng sét, khép lại hai mắt bỗng nhiên mở ra, không có chút nào sinh cơ ánh mắt lại là bộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Dường như hồi quang phản chiếu đồng dạng, Tiêu Phàm thẳng băng lấy nhục thân, muốn cuối cùng nhìn một chút thế giới này. Ong ong cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đã không thấy Tiêu Cự con ngươi, chán phóng huyền diệu sáu màu tiên mang, đục ngầu con ngươi, vậy mà khôi phục một tia thần thái. Nếu như hướng về con ngươi của hắn tử tế quan sát, sẽ phát hiện, hắn u tối con ngươi bên trong, vậy mà xuất hiện con ngươi bóng chồng. Trọng đồng, trong đó một cái con ngươi cùng bình thường không hai, nhưng là một cái khác con ngươi, chung quanh lại là có sáu cái nhan sắc khác nhau câu ngọc trạng điểm lấm tấm. Quỷ dị chính là, lục sắc câu ngọc vậy mà dường như đang động đồng dạng, hình thành lấy kỳ dị vòng xoáy, tựa như có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Sau một khắc, hắn hai cái con ngươi chậm rãi dung hợp, triệt để biến thành một cái, dường như mới vừa mới xuất hiện chỉ là huyễn cảnh. Hắn hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra, tất cả khôi phục bình thường. Ngay sau đó, Tiêu Phàm quanh thân chán phóng huyền diệu thời không chấn động, khô đét nhục thân đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Vũ trụ tứ phương thiên địa tinh khí, điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Vẹn vẹn mười mấy thời gian hô hấp, Tiêu Phàm liền khôi phục bình thường. Hô, hắn trọng trọng phun ra một ngụm chọc khí, dường như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Từ khi đột phá tổ vương cảnh, hắn đã cơ hồ không có thể ngộ đến cảm giác tử vong. Lần này dung hợp lục đạo luân hồi chi nhãn, lại làm cho hắn kém chút bỏ mình đạo tiêu. Nghĩ đến vừa rồi trải qua sự tình, hắn âm thầm dùng mình một cái, có chút hối hận sự vọng động của mình. Mặc dù bạch sắc thạch đầu nhường hắn làm quyết định này, nhưng là, kinh lịch cảm giác tử vong, rất không tươi đẹp. Cũng may hắn chung quy là may mắn thành công. Đúng vậy, may mắn. Tiêu Phàm bình thường mặc dù thường xuyên dùng hai chữ này, nhưng hắn nội tâm cũng không cho là mình thật là may mắn. Nhưng là một lần này, Tiêu Phàm lại thiết thực cảm nhận được loại này cảm giác. Hắn tâm thần chìm vào không gian ý thức, lại là phát hiện, bạch sắc thạch đầu lại trở nên u ám lên. Tiêu Phàm biết rõ, bạch sắc thạch đầu một mực ở trợ giúp bản thân, bằng không mà nói, bản thân vừa rồi 8-9 phần 10 ngỏm củ tỏi. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Nguyên bản hắn cho rằng đột phá tổ vương cảnh, bạch sắc thạch đầu đã là có cũng được không có cũng được. Cho tới bây giờ, bạch sắc thạch đầu lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Nghĩ đến trước đó trải qua sự tình, hắn càng ngày càng vững tin, chiến tiên hư ảnh là thật không có nhìn thấy bạch sắc thạch đầu. Bằng không mà nói, chiến tiên hư ảnh không có khả năng sách đều không sách. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, vì sao Tu La Tổ Ma đều biết, chiến tiên hư ảnh lại không nhìn thấy đây. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên xuất hiện sáu đạo hư ảnh, chính là sáu đạo ma ảnh. Chỉ là đem so với phía trước, sáu đạo ma ảnh càng thêm hư ảo, dường như không phải chân thực tồn tại. Nhưng là, Tiêu Phàm lại có thể chân thiết cảm nhận được sáu đạo ma ảnh, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, sáu đạo ma ảnh tất nhiên có thể lần nữa khôi phục đỉnh phong. Sáu đạo ma ảnh không có biến mất, cái này với ta mà nói, chưa chắc không phải một tin tức tốt. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, chí ít, con đường này,
cùng chiến tiên hư ảnh nên đi, có chút không giống. Tiêu Phàm thật đúng là sợ lại đi chiến tiên hư ảnh đường xưa. Bởi như vậy, mình muốn vượt qua chiến tiên hư ảnh, cơ hồ là chuyện không thể nào, hắn tối đa cũng thì đến được chiến tiên hư ảnh đỉnh phong độ cao. Nhưng là, điều này hiển nhiên là không đủ. Bằng vào chiến tiên hư ảnh lực lượng, hiển nhiên là không cách nào chiến thắng 6 đạo ma ảnh chân thân, mặc dù lúc trước chiến tiên hư ảnh tách ra bản thân 3/4 tu vi. Hiện tại, Tiêu Phàm cũng không thể cam đoan mình có thể vượt qua chiến tiên hư ảnh. Nhưng ít ra, hắn thấy được một tia hy vọng. Thở sâu, Tiêu Phàm xếp bằng ở tại chỗ, tiếp tục thôn phệ vũ trụ tinh hoa, khôi phục 6 đạo ma ảnh lực lượng. Không biết qua bao lâu, 6 đạo ma ảnh lần nữa đạt tới đỉnh phong. 6 đạo ma ảnh, cho dù không bằng ta bản thân lực lượng, nhưng cũng không yếu hơn Hồng Trần Tiên Vương. Tiêu Phàm hít hai mắt, âm thầm trầm ngâm. Cũng liền chỉ nói, bây giờ Tiêu Phàm, tương đương với có 6 cái Hồng Trần Tiên Vương cảnh phân thân, từng cái đều không khác mấy có được hắn 1/6 lực lượng. Lấy hắn thực lực, cho dù gặp gỡ La Thiên Tiên Vương, cũng hoàn toàn không sợ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, 6 đạo ma ảnh biến mất, hóa thành 6 cái vòng xoáy phiêu phù ở trước người mình. Xa xa nhìn tới, 6 cái vòng xoáy dường như 6 cái năng lượng quang cầu, tiên đạo khí tức tràn ngập, cực kỳ huyền ảo. Bằng vào ta thực lực bây giờ, gặp gỡ Lâm Trần, mới có thể ngăn cản hắn rồi a. Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Tiêu Lâm Trần sự tình, giống như một cây gai, thẻ trong lòng của hắn, cực kỳ khó chịu. Nhất là Long Vũ không rõ sống chết, Tiêu Phàm càng là tự trách không thôi. Tuy nhiên ta có thể tiến vào tiên ma động, nhưng lại chưa chắc có thể tiến vào tiên quan. Tiêu Phàm thở sâu, lắc đầu, hơn nữa, hiện tại cũng không phải tiến vào tiên quan thời điểm, ta địch nhân, có thể so sánh tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Nghĩ đến chiến tiên hư ảnh mà nói, Tiêu Phàm thần sắc hết sức ngưng trọng. Hắn biết rõ, ở vượt qua Hỗn Nguyên Tiên Vương phía trước, hắn là không thể nào chiến thắng 6 đạo ma ảnh chân thân. Hơn nữa, trước đó, hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm buông tay nhẹ nhàng vạch một cái, hư không vỡ ra, một cỗ quen thuộc khí tức đập vào mặt, Tiêu Phàm một bước bước vào hư vô liệt phùng. Tiêu Phàm thân ảnh lần nữa trở lại Vô Tận Thần Sơn, trước đó trải qua sự tình, dường như mộng ảo một trận. Nếu không phải là mình chân thiết cảm nhận được thời khắc này lực lượng, hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Bang, Tiêu Phàm mở ra đại điện chi môn, một sợi ánh nắng bắn tại khuôn mặt của hắn phía trên, hắn hai mắt nhắm lại, thở sâu, đem đè nén suy nghĩ dứt bỏ. Phu quân, Diệp Thi Vũ hiện tại một mực đang chú ý lấy Tiêu Phàm nơi bế quan, hắn vừa xuất quan, liền trước tiên xuất hiện, dung nhan xinh đẹp vẻ mặt mệt mỏi. Tiêu Phàm từ khi tiên ma động trở về sau, liền ai cũng không để ý. Diệp Thi Vũ có thể trải nghiệm Tiêu Phàm loại tâm cảnh đó, sợ Tiêu Phàm ngoài ý muốn nổi lên. Nếu như sinh ra tâm ma, cái kia có thể gặp phiền toái. Thi Vũ, nhường ngươi lo lắng. Tiêu Phàm nhu tình cười một tiếng, đem Diệp Thi Vũ ôm vào lòng, hận không thể cùng nàng hòa làm một thể. Trải qua tử vong, Tiêu Phàm mới biết mình bây giờ có tất cả cỡ nào kiếm không dễ. Tiêu Lâm Trần cùng Long Vũ sự tình, nhưng hắn cực kỳ đau đớn, nhưng Diệp Thi Vũ đây. Thân làm mẫu thân Diệp Thi Vũ, biết rõ việc này liền có thể bình tĩnh như thường sao. Hiển nhiên không có khả năng, Diệp Thi Vũ nội tâm đau nhức, tuyệt đối không thể so hắn thiếu. Diệp Thi Vũ sắc mặt ửng đỏ, trong mắt nước mắt kém chút tràn mi mà ra, lại bị nàng trong nháy mắt bốc hơi, nàng không muốn để cho Tiêu Phàm nhìn thấy bản thân nhu nhược một mặt. Ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Thi Vũ thật lâu mới phun ra một câu. Mặc dù hận không thể thời khắc cùng Tiêu Phàm ôm ở cùng một chỗ, nhưng cảm nhận được nơi xa mấy đạo ma quang, nàng giống như con thỏ con bị giật mình tránh thoát ra. Đều vợ chồng, còn sợ bị người nhìn đến. Tiêu Phàm trêu ghẹo cười nói. Ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng xa xa thân ảnh, lại là Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Tà Vũ đám người. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm lại khôi phục lúc đầu ánh nắng, cũng là khẽ nhả một ngụm chọc khí. Để mọi người lo lắng. Tiêu Phàm chân thành tạ lỗi. Trong mắt mọi người lo lắng, hắn thấy thế nào không đến. Bởi vì chính mình một người, nhắm chúng toàn bộ Vô Tận Thần Phủ nơm nớp lo sợ. Hắn mới ý thức tới, bản thân không chỉ có trách nhiệm trọng đại, càng là có một đám nguyện ý vào sinh ra tử huynh đệ. Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên chạy tới, trọng trọng đập một cái Tiêu Phàm ngực, đột nhiên bị đau nắm tay thu về, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm ngươi, ngươi đột phá. Đột phá.
Đám người kinh hãi trợn to hai mắt. Tiêu Phàm trước đó thế nhưng là thiên vương cảnh a, lần nữa đột phá, là cái gì? Tiên vương cảnh, đây chính là đỉnh kim tự tháp a. Bọn họ nguyên bản còn muốn đuổi theo Tiêu Phàm, ai biết, liền Tiêu Phàm hình bóng đều không thấy được. May mắn mà thôi. Tiêu Phàm nhớ tới đối mặt sáu đạo ma ảnh sự tình, nội tâm vẫn như cũ có chút trầm trọng. May mắn. Mọi người sắc mặt tối đen, tại sao lại là lời này? Bọn họ không biết, một lần này, Tiêu Phàm thật là may mắn, thiếu chút nữa thì chết ở sáu đạo ma ảnh trong tay. Kỳ thật cũng không kỳ quái, một lần này, Tiêu Phàm ngươi thế nhưng là dòng giã bế quan 10 năm, trước kia đột phá một cảnh giới, tối đa cũng liền một năm nửa năm mà thôi. Tà Vũ lấy lại tinh thần. Đám người giã thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Đúng vậy a, Tiêu Phàm khi nào đột phá một cái tiểu cảnh giới, sẽ tiêu thời gian 10 năm đây. Dù cho Tiêu Phàm tốn một năm nửa năm đột phá tiên vương cảnh, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm thấy bất ngờ mà thôi. Thật sự là, những năm này bọn họ đã chết lặng. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại không bình tĩnh, chờ chút, Tà Vũ, ngươi nói ta bế quan bao lâu? 10 năm a, không, chuẩn xác mà nói, dòng giã 10 năm 3 tháng. Tà Vũ không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. 10 năm, Tiêu Phàm thanh âm đều biến lớn hơn rất nhiều, khó nén trên mặt chấn kinh chi sắc. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, hắn vẫn cho là bản thân bế quan, vẻn vẹn chỉ trải qua mấy tháng đây. Bị sáu đạo ma ảnh kéo vào cái kia đặc thù không gian phía trước, hắn đối thời gian trôi qua vẫn có niềm tin. Tiên linh gặp hắn 3 tháng đều không thành công đột phá tiên vương cảnh, có chút không nhìn nổi, lúc này mới xuất hiện. Nói cách khác, mình cùng sáu đạo ma ảnh chiến đấu, hoa 10 năm thời gian. Không đúng, hẳn là dung hợp lục đạo luân hồi chi nhãn, để cho ta quên đi thời gian. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Quả thật là trong núi không nhận nguyệt, trên đời đã ngàn năm. Tiêu Phàm thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt từ đám người trên thân từng cái đảo qua, cười nói, xem ra, 10 năm này các ngươi cũng có chỗ tiến bộ. Diệp Thi Vũ đám người, vậy mà tất cả đều đột phá đến thiên vương cảnh đỉnh phong, có tốt mấy người đã bước vào chuẩn tiên vương cấp độ. Bất quá, hắn cũng biết, muốn đột phá tiên vương cảnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể làm được. Trước đó tu luyện cũng rất thuận lợi, nhưng là 10 năm trước, khí vận gia chỉ đột nhiên quỷ dị biến mất. Diệp Thi Vũ mở miệng nói, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xuất hiện bất ngờ. Nói đến đây, Diệp Thi Vũ thanh âm có chút nghẹn ngào. Lão Tam, ngươi không biết, cái kia một năm thời gian, Thi Vũ là như thế nào qua tới. Lăng Phong thật sâu thở dài. Tiêu Phàm nhẹ nhàng ôm Diệp Thi Vũ, nhu tình nói, là lỗi của ta. Hắn biết rõ, khí vận biến mất. Hẳn là tiên linh dung hợp phong tiên sách nguyên nhân. Bất quá, từ khi tiên linh trở lại hắn thể nội về sau, tất cả hẳn là lại khôi phục bình thường. Phu quân, Long Vũ muội muội nàng. Diệp Thi Vũ lắc đầu, nhấc lên Long Vũ, nàng thần sắc hết sức ảm đạm. Nàng rất rõ ràng Long Vũ đối Tiêu Phàm tình cảm, mặc dù nàng chưa bao giờ ngăn cản Tiêu Phàm cùng Long Vũ kết hợp, nhưng Tiêu Phàm cũng chưa từng vượt qua nửa bước, chỉ là đem phần này cảm tình chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Nhưng Long Vũ, lại như cũ cam tâm tình nguyện thủ hộ ở bên người Tiêu Phàm, hơn nữa xem như một cái người đứng xem thân phận. Diệp Thi Vũ bằng tâm tự hỏi, đổi lại là nàng, tuyệt đối không thể nào làm được. Nếu là người khác, hoặc là vì yêu sinh hận cũng không nhất định. Nhất là Long Vũ là chết ở Tiêu Lâm Trần dưới kiếm, để cho nàng nội tâm tràn đầy áy náy. Long Vũ hẳn là không chết. Tiêu Phàm hồi tưởng lại tiên ma động bên trong phát sinh sự tình, hít sâu một cái nói. Nàng còn sống. Diệp Thi Vũ ánh mắt tỏa sáng, phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Ta phong ấn nàng sinh cơ, nàng bản nguyên đại đạo mặc dù bị hao tổn, nhưng hẳn không có triệt để sụp đổ. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu nói. Đây cũng là hắn về sau khôi phục lại bình tĩnh về sau mới nhớ tới sự tình. Tổ vương cảnh, chỉ cần bản nguyên đại đạo không tán loạn, liền có thể bất hủ bất diệt. Long Vũ dù sao cũng là thiên vương cảnh. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Chỉ là, Tiêu Phàm lo lắng chính là, Long Vũ rơi vào phiến kia thời không liệt phùng, không thông báo xuất hiện cái gì bất ngờ. Ở trong vũ trụ mịt mờ tìm một người, cho dù hắn cái này tiên vương cảnh, cũng như mò kim đáy biển. Yên tâm, ta sẽ tìm tới nàng. Tiêu Phàm bảo đảm nói, về phần Lâm Trần, ta sẽ nhường hắn tự mình tha tội. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, nàng dĩ nhiên cưng chiều con của mình. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hạn độ. Sai, chính là sai. Đúng rồi,
10 năm này, tiên ma giới làm sao? Tiêu Phàm đổi chủ đề, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, dường như toàn bộ tiên ma giới thu hết vào mắt. Tiên ma giới một mảnh vui vẻ phồn vinh, mỗi năm đều có không ít người đột phá thánh tổ cảnh. Diệp Thi Vũ cũng thu hồi bi thương cảm xúc, bất quá, sư huynh 10 năm trước tiến về thiên giới tìm hiểu sự tình, đến nay chưa về. Hoang ma. Tiêu Phàm nhíu mày, khó trách không thấy được hoang ma hình bóng, hắn vậy mà tiến về thiên giới. Nhớ tới thiên nhân tộc, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới là đại thần thiên. Người này tuyệt đối là sau này mình kình địch. Để cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, 10 năm trôi qua, đại thần thiên vậy mà không có tới tìm tiên ma giới phiền toái, cái này thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ là bởi vì lão nhân coi mộ duyên cớ? Nhưng hoang ma một người tiến về thiên giới, lão nhân coi mộ lại bảo hộ không được hắn. Sư huynh trước khi đi, để lại một câu nói, nếu như hắn chưa về đến, để phu quân cần phải tiến về tiên cấm kiếp địa. Diệp Thi Vũ lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm lông mày vặn thành chữ xuyên, hoang ma có phải hay không còn có chuyện gì gạt ta? Không biết, bất quá ta xem hắn ngay lúc đó thần sắc, giống như rất dáng vẻ vội vàng. Diệp Thi Vũ nhớ lại nói. Ta đi hỏi một chút lão bất tử. Tiêu Phàm thở sâu. Hoang ma dù sao cũng là chuẩn tiên vương, có tiên ma giới vô tận khí vận gia trì, đột phá tiên vương cảnh cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng hắn tại chính mình bế quan về sau, lại như thế khẩn cấp rời đi, nhất định là thiên nhân tộc có khó lường đại sự phát sinh. Nhưng là, bằng vào một mình hắn, lại làm sao có thể ngăn cản. Dứt lời, Tiêu Phàm liền chuẩn bị rời đi, lại bị Diệp Thi Vũ kéo lại, lão nhân coi mộ mấy năm trước tới qua, nói hắn muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Rời đi. Tiêu Phàm nheo mắt, hắn nói đi nơi nào sao? Không nói. Diệp Thi Vũ lắc đầu. Tiêu Phàm mặt âm trầm, lão nhân coi mộ thực lực hắn cũng đã thấy rồi, 89 phần 10 là hỗn nguyên tiên vương cảnh. Cho dù hắn hiện tại, cũng không phải lão nhân coi mộ đối thủ. Nhưng lão nhân coi mộ vậy mà cố ý chạy tới cùng Diệp Thi Vũ nói hắn muốn rời khỏi, nhất định là trong thời gian ngắn về không được, bằng không mà nói căn bản không cần cố ý giải thích. Chuyện này, ta sao không biết rõ? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, có phải hay không lão nhân coi mộ rời đi cùng hoang ma tiền bối có quan hệ? Có khả năng. Tiêu Phàm trầm tư chốc lát, nhưng là, 89 phần 10 vẫn là cùng tiên cấm kiếp địa có quan hệ. Có thể như thế nào mới có thể tìm được tiên cấm kiếp địa? Lăng Phong hỏi. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, hắn đã từng hỏi qua hoang ma lại chưa nói cho hắn biết. Có lẽ, hoang ma bản thân cũng không biết. Tà Vũ, ngươi có thể liên lạc với sư phó ngươi sao? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Tà Vũ. Người khác có lẽ không biết tiên cấm kiếp địa, nhưng hắn biết rõ, tà thần khẳng định rõ ràng. Tà Vũ lại là lắc đầu, không liên lạc được. Lão Tam, nếu không chúng ta giết vào thiên giới, tìm tới hoang ma tiền bối còn không hiểu sao. Nam Cung Tiêu Tiêu chiến ý mãnh liệt, thời gian 10 năm này, hắn trôi qua quá kiềm chế. Còn không phải lúc. Tiêu Phàm thở sâu, ngay sau đó nhìn về phía đám người, lấy ra từng đoàn tinh quang. Đây là... Đám người ánh mắt tỏa sáng. Nhất là Nam Cung Tiêu Tiêu chờ từng tiến vào tiên ma động người, bọn họ thế nhưng là biết rõ, cái này tinh quang tiên lực, đối với mở mang bản nguyên đại đạo, có lợi ích to lớn. Đoạn này thời gian, toàn bộ các ngươi bế quan, trùng kích tiên vương cảnh. Tiêu Phàm thở sâu, đem tinh quang tiên lực phân phát cho đám người. Mặc dù đột phá tiên vương cảnh, hắn cũng đồng dạng có thể luyện hóa tiên lực đi mở mang bản nguyên đại đạo, nhưng là hiệu quả đã hết sức có hạn. Nhưng là, tinh quang tiên lực đối với thiên vương cảnh, lại là có lợi ích to lớn. Các ngươi bản nguyên đại đạo, rộng bao nhiêu? Tiêu Phàm lại hỏi, có vượt qua ngàn mét sao? Ta, Diệp Thi Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu, thí thần đám người nhao nhao nhấc tay. 10 năm này đến nay, bọn họ không chỉ có riêng đột phá đến chuẩn tiên vương cảnh. Ở không cách nào trùng kích tiên vương cảnh phía trước, tất cả đều đem tinh lực đặt ở bản nguyên đại đạo độ rộng phía trên. Ngoại giới mặc dù là 10 năm, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là hơn ước năm. Bản nguyên đại đạo đột phá ngàn mét mà thôi, cũng không tính là đáng giá kiêu ngạo sự tình. 2000 mét đây. Tiêu Phàm lại nói. Lần này người giơ tay rõ ràng ít đi rất nhiều, chỉ có Nam Cung Tiêu Tiêu, Tà Vũ, Thí Thần, Diệp Khuynh Thành cùng Quan Tiểu Thất 5 cái. Lão nhị, ngươi bản nguyên đại đạo rộng bao nhiêu? Tiêu Phàm ngược lại có chút bất ngờ. Mặc dù có khí vận gia trì,
Có thể nghĩ muốn đem bản nguyên đại đạo mở ra đến 2.000 mét rộng, vẫn là cực kỳ khó khăn. Không chỉ là cần nghị lực, còn cần thiên phú. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong, hai người là mượn nhờ độ kiếp thần liên đột phá, rõ ràng là kém một chút. Vừa mới đột phá 2.000 mét. Nam Cung Tiêu Tiêu có từng tia đắc ý. Cũng phải, lấy hắn thực lực, cho dù đối chiến tiên vương cảnh, cũng có thể không sợ, đây đúng là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Các ngươi đây, Tiêu Phàm lại nhìn về phía thí thần bọn họ nói. Nếu như người khác hỏi như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không trả lời, đây chính là quan hệ tự thân đại bí mật, không có khả năng nói cho người khác. Nhưng là Tiêu Phàm mở miệng, ai cũng không có giấu giếm. Thí thần cùng Tà Vũ bản nguyên đại đạo độ rộng, đạt đến 2.100 mét, Diệp Khuynh Thành bản nguyên đại đạo độ rộng cũng là vừa mới đột phá 2.000 mét. Ngược lại để Tiêu Phàm cực kỳ ngoài ý chính là, Quan Tiểu Thất bản nguyên đại đạo, vậy mà đạt đến 2.400 mét. Không hổ là linh tộc huyết mạch. Bậc này thiên phú, bây giờ rốt cục thể hiện ra hắn ưu thế. Đột phá tiên vương cảnh phía trước, mọi người hết khả năng mượn nhờ tinh quang tiên lực, đem bản nguyên đại đạo mở ra đến cực hạn. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Đám người gật gật đầu, toàn bộ đều tràn đầy sạch sẽ. Tiêu Phàm, bản nguyên đại đạo độ rộng, có cực hạn sao? Tà Vũ tò mò hỏi. Đám người nghe vậy, cũng nhao nhao rơi vào trầm tư. Người bình thường bản nguyên đại đạo độ rộng, có thể đạt tới 3.000 mét. Tiêu Phàm không có giấu giếm. Trước kia hắn còn lo lắng lão nhân coi mộ lừa gạt mình, nhưng là, hắn mình đã tự mình thí nghiệm qua. Trừ phi tu luyện tiên kinh, bằng không bản nguyên đại đạo độ rộng, không có thể đột phá 3.000 mét. Đương nhiên, phải chăng có đặc thù ví dụ, hắn cũng không biết. 3.000 mét, đám người trợn to hai mắt. Phải biết, bọn họ cho dù có được khí vận gia trì, tiêu phí 10 năm thời gian, tương đương với hơn ước năm, cũng mới miễn cưỡng đột phá 2.000 mét a. Hơn nữa, càng về sau Việt, nghĩ muốn đạt đến 3.000 mét, lại cho bọn hắn 10 năm thời gian cũng chưa chắc có thể làm đến. Bình thường mà nói, cho các ngươi tinh quang tiên lực, hẳn là đủ để cho các ngươi bản nguyên đại đạo độ rộng đại đạo cực hạn. Tiêu Phàm thở sâu, đối đám người cũng tràn đầy chờ mong. Mặt khác nói cho các ngươi biết, đột phá tiên vương cảnh về sau, bản nguyên đại đạo độ rộng có thể sẽ cố định, cho nên ở bản nguyên đại đạo độ rộng đại đạo cực hạn trước đó, các ngươi tận lực không muốn đột phá. Tiêu Phàm cuối cùng lại bổ sung. Yên tâm, Lão Tam, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nam Cung Tiêu Tiêu giống như đánh máu gà đồng dạng, đấu trí tràn đầy. Thí thần, Tà Vũ mấy người cũng khuôn mặt kiên nghị, đối tiên vương cảnh tràn đầy chờ mong. Phu quân, ngươi có phải hay không muốn rời khỏi? Chỉ có Diệp Thi Vũ nhìn ra mánh khóe, ôn nhu hỏi. Lão đại, ngươi lại muốn rời đi. Thí thần biến sắc. Tiêu Phàm cười cười, yên tâm, một lần này, ta sẽ không rời đi quá lâu. Là tiến về thiên giới sao? Diệp Thi Vũ lo lắng nói. Không phải. Tiêu Phàm lắc đầu, chỗ đó ta từng đi qua, nhưng tạm thời không thể nói cho các ngươi biết. Diệp Thi Vũ cũng không hỏi nhiều, đợi phu quân trở về, ta nhất định sẽ đột phá tiên vương cảnh, không kéo phu quân lui lại. Ta cũng vậy. Còn có ta. Đám người tất cả đều lời thề son sắt, lòng tin tràn đầy. Tốt. Tiêu Phàm cười cười, ở đám người đưa mắt nhìn phía dưới, hắn lần nữa rời đi tiên ma giới. Sâu trong vũ trụ, một đạo tàn ảnh giống như sao chổi xẹt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt liền biến mất ở tinh không cuối cùng. Nơi này, đã thuộc về vũ trụ giáp xanh, thời không chi lực cực kỳ mỏng manh, xưng là thời không cuối cùng cũng không đủ. Dù cho thánh tổ cảnh lại tới đây, cũng nửa bước khó đi. Nhưng mà, đạo này thân ảnh lại không có chút nào trở ngại, tốc độ để người theo không kịp. Hẳn là chính là chỗ này. Tàn ảnh đột nhiên ngừng lại, đó là một cái vóc người cao to nam tử. Hắn không phải người khác, chính là rời đi tiên ma giới Tiêu Phàm. Hắn hai con người thâm thúy, tóc đen áo choàng, bóng lưng vĩ đại, để vũ trụ đều ảm đạm phai mờ. Tiêu Phàm lãnh đạm con ngươi nhìn qua thời không cuối cùng chỗ sâu, dường như đang đợi cái gì. Sau đó, một đầu mênh mông huyết hà trống rỗng xuất hiện, giống như một đầu man hoang cự long du tẩu. Cách xa nhau cực kỳ xa khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm nhận được, một cỗ cổ điển mà mạnh mẽ khí tức. Huyết U Minh, chư thiên vạn giới ngũ đại hung địa một trong, cũng là một cái duy nhất hành tẩu ở chư thiên vạn giới hung địa, chưa từng có cố định ở một chỗ nào đó. Đã từng, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma ngoài ý muốn xâm nhập Huyết U Minh bên trong,
không chỉ có may mắn sống tiếp, hơn nữa còn chiếm được lợi ích to lớn. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm vẫn cho là, huyết U Minh cũng không phải là cỡ nào hung hiểm địa phương. Cho tới bây giờ, đột phá tiên vương cảnh hắn, vậy mà cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực. Tưởng tượng năm đó bản thân, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ. Nếu là có bây giờ tầm mắt, mà chỉ có lúc trước tu vi, hắn tuyệt đối không có lá gan đặt chân trong đó. Nhưng là, hắn hiện tại, đã có tư cách dò xét. Hô, Tiêu Phàm bước ra một bước, tốc độ nhanh vô cùng, vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp, hắn liền xuất hiện ở trong huyết U Minh. Huyết sắc sông lớn vẫn như cũ, không có đầu nguồn, cũng không có cuối cùng. Từ đằng xa nhìn tới, huyết U Minh là một con sông. Nhưng mà đặt chân trong đó, mới phát hiện cái này căn bản chính là một cái biển máu, hoàn toàn do huyết dịch ngưng tụ huyết sắc tinh hà. Biển máu bên trong, một vài bức huyết hắc sắc quan tài chìm nổi, tản ra kinh khủng túc sát chi khí. Quỷ dị chính là, những cái này huyết hắc sắc quan tài rõ ràng nhìn qua cực kỳ nặng nề, lại dường như hư ảo đồng dạng, ở đụng phải Tiêu Phàm thân thể thời khắc, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Nếu như trước đó, Tiêu Phàm còn không cách nào nhìn ra huyền diệu trong đó. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên hai tay kết ấn, từng đạo tiên lực hóa thành đầy trời thần văn, hướng về toàn bộ huyết U Minh quét sạch đi. Mấy tức về sau, lưu động huyết U Minh, bỗng yên tĩnh lại. Nguyên bản hư ảo huyết hắc sắc quan tài, chậm rãi trở nên ngưng tụ, một cổ kinh khủng huyết sát chi khí đập vào mặt. Cùng lúc đó, thiên địa vang lên từng đạo ung dung thanh âm, giống như xuyên thấu vạn cổ mà tới. Thiên khó diệt, địa khó tán. Đợi đến luân hồi trăm ngàn đời, ta bằng vào ta huyết lại khai thiên. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm không tự chủ được cảm nhận được một loại khó mà nói rõ bi thống. Trước đó hắn không tự chủ được chảy ra nước mắt, lại không biết nguyên nhân gì. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại là đã biết. Những cái này huyết hắc sắc quan tài bên trong, tán lấy đều là tiên cổ thời đại vẫn lạc anh liệt thi cốt. Bọn họ vì chống cự tạp, toàn bộ ngã xuống. Có thể táng ở chỗ này, đều xem như may mắn. Mà những cái kia bất hạnh, hài cốt không còn. Tiêu Phàm thở sâu, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn ánh mắt trước tiên rơi ở trong huyết U Minh lớn nhất bộ kia quan tài phía trên, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, Tiêu Phàm vẫn là phóng ra bước chân, xuất hiện ở huyết hắc sắc quan tài trước đó. Hắn trong nháy mắt một điểm, một cái vòng xoáy màu đen nở rộ, không nhìn huyết hắc sắc quan tài, trực tiếp chui vào trong đó. Ầm ầm, chỉ một thoáng, huyết hắc sắc quan tài rung động. Kinh khủng khí tức mãnh liệt, toàn bộ huyết U Minh đều trở nên hết sức táo động. Tiêu Phàm cũng không gấp, lặng lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đi qua mấy tháng. Bang, huyết hắc sắc quan tài nắp quan tài đột nhiên sốc lên, cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt quét sạch huyết U Minh, thiên địa đều trở nên tối mờ. Tiêu Phàm lại là mắt không chớp hướng về trong quan tài, chỉ chốc lát sau, một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô hiện lên. Một trương mặt mũi quen thuộc hiện lên ở Tiêu Phàm tầm mắt. Đó là một cái anh tuấn phi phàm nam tử, tuế nguyệt không có ở trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì, hắn nhắm chặt hai mắt, loạn phát bay tứ tung, phong thái chắc tuyệt, không ai bì nổi. Hô, đột nhiên, đôi tròng mắt kia mở ra, hai đạo thần quang bắn ra, xé ra thiên vũ, tản ra hủy thiên diệt địa hung uy. Tiêu Phàm đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ, bị bước phải lui về phía sau mấy bước. Thiếu Khuynh, nam tử khí tức trên thân khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, nhìn Tiêu Phàm hơi tê tê. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cỗ kia hung uy liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng nhu hòa. Ngươi đã đến. Nam tử mở miệng, dường như nhìn thấy đã lâu cố nhân. Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp, thật sâu thi lễ nói, Tiêu Phàm, gặp qua Tu La Tổ Ma tiền bối. Không sai, nam tử trước mắt không phải người khác. Chính là Tu La Tổ Ma. Thái cổ nhất chiến, Tu La Tổ Ma cũng bản thân bị trọng thương, ở đây ngủ say. Hoang Ma nói cho Tiêu Phàm, Tu La Tổ Ma cũng không vẫn lạc, mà là cùng thời không lão nhân đồng dạng, đang tìm kiếm tạp phân thân. Vừa bắt đầu Tiêu Phàm xác thực tin. Nhưng là, về sau Tiêu Phàm trầm tư hồi lâu, luôn cảm thấy sự tình cũng không phải là chuyện như thế. Cũng không phải Hoang Ma đang nói láo, mà là Hoang Ma chính mình cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Có lẽ trong mắt hắn, mạnh như Tu La Tổ Ma, là không thể nào vẫn lạc. Sự thật cũng xác thực như thế, dù cho Tiêu Phàm bây giờ đột phá tiên vương cảnh, ở trước mặt Tu La Tổ Ma, cũng vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao.
Tiên Vương Cảnh. Không sai. Tu La Tổ Ma quét Tiêu Phàm một cái, mỉm cười. Ở tiền bối trước mặt, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Hắn mặc dù không biết Tu La Tổ Ma là cái gì tu vi, nhưng hắn có một ít suy đoán, mình cùng hắn so sánh, vẫn là kém xa tít tắp. Muốn mở ra lục đạo luân hồi phong ấn sao? Tu La Tổ Ma nhìn về phía sâu trong vũ trụ, con người chỗ sâu sát quang lấp lóe, một cỗ bá đạo uy áp không tự chủ được quét sạch mà ra. Tiêu Phàm nội tâm vô cùng kinh hãi, hắn phát hiện, bản thân đoán chừng còn đánh giá thấp Tu La Tổ Ma thực lực. Không có. Tiêu Phàm như thực nói ra. Ân. Tu La Tổ Ma lông mày nhíu lại, cảm ứng chốc lát, cau mày nói còn chưa đến thời điểm, ngươi vì sao tới đây? Tiêu Phàm thở sâu, như thực nói ra, vãn bối cần huyết u minh lực lượng, lại sợ đã quấy rầy những người khác, cho nên mới tìm đến tiền bối thương lượng một chút. Nói đến đây, Tiêu Phàm ánh mắt quét về phía mặt khác quan tài. Hắn đã đoán được huyết u minh ý nghĩa tồn tại, nhưng lại không dám tự tiện vọng động. Tu La Tổ Ma nghe vậy, lông mày chậm rãi giãn ra mà ra, lãnh đạm ánh mắt hướng về Tiêu Phàm nhìn hồi lâu, mới nói, ngươi gặp qua tạp. Tiền bối là chỉ. Tiêu Phàm có chút không hiểu. Hắn không biết Tu La Tổ Ma trong miệng tạp, là hắn bản ngã, vẫn là bản thân. Ta nói chính là hắn bản tôn. Tu La Tổ Ma hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn xem ra một ít gì. Tiêu Phàm nội tâm kinh ngạc, chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác mình ở trước mặt Tu La Tổ Ma, hoàn toàn không có cái gì bí mật có thể nói. Xem ra, ngươi đã gặp hắn. Tu La Tổ Ma nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, thật sâu thở dài, lại khôi phục bình thản. Tiêu Phàm gật đầu một cái, lại là không nói thêm gì. Tạp bản thân, giúp hắn chém giết 6 đạo ma ảnh, thành công đột phá tiên vương cảnh, từ một điểm này bên trên, Tiêu Phàm vẫn tương đối cảm kích. Nhưng là, bởi vì bạch sắc thạch đầu duyên cớ, hắn lại luôn cảm giác tạp bản thân cũng không phải là đơn giản như vậy. Chí ít, tạp bản thân lời nói, hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Cũng được, việc đã đến nước này, chính ngươi hảo hảo ước lượng. Tu La Tổ Ma lại ý vị thâm trường nói, những thứ kia, ngươi có thể lấy đi. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu. So với tạp bản thân, hắn tự nhiên càng tin tưởng Tu La Tổ Ma. Cho dù Tu La Tổ Ma khả năng cũng là ở lợi dụng hắn, nhưng Tiêu Phàm lại phản cảm không nổi, nếu không phải Tu La Tổ Ma, hắn có lẽ đã sớm chết. Tu La Tổ Ma nghe vậy, lấy tay vung lên, huyết u minh bên trong vô số quan tài đều biến mất hết, chỉ để lại cuồn cuộn huyết hải, lao nhanh không thôi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tu La Tổ Ma quay người chuẩn bị rời đi. Tiền bối. Tiêu Phàm cũng là để cho ngủ Tu La Tổ Ma, muốn nói lại thôi. Nam tử hán đại trượng phu, không muốn lề mề chậm chạp. Tu La Tổ Ma trầm giọng nói, có cái gì, liền nói cái gì. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hít sâu một cái nói, bạch sắc thạch đầu, rốt cuộc là cái gì? Vì sao tạp từ ta nhìn không thấy nó? Nghe nói như thế, Tu La Tổ Ma lộ ra vẻ tươi cười, nói, xem ra, người chí ít vẫn là có bản thân chủ kiến, không có hoàn toàn tin tưởng tạp bản tôn. Tiêu Phàm không nói, đừng nói tạp bản thân. Chính là Tu La Tổ Ma, hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Thậm chí, trên đời này, trừ bỏ đi theo bản thân vào sinh ra tử huynh đệ, hắn ai cũng không phải rất tin. Tu La Tổ Ma cũng tốt, thời không lão nhân cũng được, đều có không muốn người biết mục đích. Tạp bản tôn làm sao, ta tạm thời không nói. Tu La Tổ Ma thần sắc nghiêm lại, vô luận tương lai phát sinh cái gì, những người khác ngươi đều có thể không tín nhiệm, nhưng ta hy vọng ngươi có thể kiên trì bản thân. Dù sao, trên đời này, nếu như ngay cả mình đều không tin, cái kia cũng không có cái gì có thể đáng giá ngươi tín nhiệm. Kiên trì bản thân. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn không biết Tu La Tổ Ma ý tại ngôn ngoại là có ý gì, nhưng hắn vẫn cảm giác có khó lường sự tình phát sinh. Vãn bối thụ giáo. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Tu La Tổ Ma đột nhiên mỉm cười, ngươi cảm thấy, bạch sắc thạch đầu là cái gì? Ách, tiền bối đã từng không phải nói. Bạch sắc thạch đầu chính là mệnh thạch sao? Tiêu Phàm sững sờ, không phải ta hỏi ngươi sao, làm sao ngươi trái lại hỏi ta? Ngươi cho rằng nó là gì, nó liền là đó. Tu La Tổ Ma thu liếm nụ cười, nghiêm túc nói. Tiêu Phàm nhíu mày, nếu như trước đó, hắn còn tin tưởng thuyết pháp này. Nhưng hiện tại, hắn lại xem thường. Chí ít, đối với Tổ Vương Cảnh mà nói, mệnh thạch hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao,
Lại càng không cần phải nói đối với Tiên Vương cảnh mà nói. Nếu như bạch sắc thạch đầu chỉ là mệnh thạch, há lại sẽ có được cùng 6 đạo ma ảnh chống lại lực lượng? Nếu như ta không cho rằng như vậy đây? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Tu La Tổ Ma không có trả lời ngay Tiêu Phàm mà nói, dường như đang tự hỏi cái gì. Thiếu Khuynh, hắn mở miệng lần nữa, hết sức bình tĩnh nói, vậy ta lần nữa khẳng định nói cho ngươi, nó chính là mệnh thạch. Tiêu Phàm còn muốn nói điều gì, lại bị Tu La Tổ Ma cắt ngang, chuẩn xác mà nói, đối với ngươi mà nói, nó liền là ngươi mệnh thạch, ngươi bây giờ có thể không tin, nhưng tương lai có một ngày, ngươi sẽ không lại hoài nghi. Dứt lời, Tu La Tổ Ma bỗng tại chỗ biến mất, không cho Tiêu Phàm tiếp tục cơ hội hỏi dò, chỉ có một thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Ngươi mặc dù đến sớm, nhưng ngươi nhất định phải hảo hảo lợi dụng huyết u minh lực lượng, ngươi thời gian không nhiều lắm. Tiêu Phàm toàn thân run lên, một loại bất an mãnh liệt tràn vào trong lòng. Hắn nghĩ đến, Hoàng Ma cùng lão nhân coi mộ vô cớ rời đi, phải chăng cùng cái này cỗ bất an có quan hệ? Chỉ là hắn nghĩ không hiểu, vì sao thời gian của mình không nhiều lắm. Lấy hắn thực lực, liền Hỗn Nguyên Tiên Vương cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Chẳng lẽ sắp xuất hiện đối thủ, so Hỗn Nguyên Tiên Vương còn mạnh hơn? Hơn nữa, hắn từ Tu La Tổ Ma trong giọng nói, còn nghe được một tầng khác ý tứ, hắn sắp đối mặt đối thủ, Tu La Tổ Ma sẽ không xuất thủ. Hoặc có lẽ là, hắn không thể ra tay. Nguyên một đám suy nghĩ ở trong đầu hắn hiện lên, âm thầm trầm ngâm nói, ta tiếp xuống đối thủ, hẳn là Thiên Nhân tộc Đại Thần Thiên có mạnh như vậy sao? Cho dù là Đại Thần Thiên, vì sao Tu La Tổ Ma không thể ra tay đây? Điểm này, Tiêu Phàm hoàn toàn nghĩ không hiểu. Nhưng hắn cũng đoán được một chút, có lẽ là cùng thời không chi hà bên trên lục đạo luân hồi phong ấn có quan hệ. Thậm chí ở mỗi một sát na, Tiêu Phàm có chút hoài nghi, bản thân vừa rồi nhìn thấy Tu La Tổ Ma, thật là hắn bản tôn sao? Ngược lại là quên đem chấn thế đồng quan còn cho hắn. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm đem những tạp niệm này quên mất, ánh mắt rơi vào dưới chân cuồn cuộn huyết hải phía trên. Thở sâu, Tiêu Phàm vận chuyển lục đạo luân hồi kinh. Ở sau lưng hắn, 6 đạo hư ảnh hiện lên, hóa thành 6 cái vòng xoáy. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn huyết hải cuốn lên ngàn tầng sóng lớn, điên cuồng tràn vào 6 đạo hư ảnh. Nguyên bản vẫn như cũ hư ảo 6 đạo hư ảnh, vậy mà nhanh chóng trở nên ngưng tụ. Loại này ngưng thực, không chỉ có chỉ là một loại cảm giác, mà là 6 đạo hư ảnh, thật biến thành thực thể. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm khí tức trên thân cũng không ngừng kéo lên, lục đạo luân hồi kinh điên cuồng vận chuyển. Không biết qua bao lâu, một cỗ sức mạnh to lớn ngập trời từ trên người hắn bạo phát ra, toàn bộ vũ trụ đều kịch liệt run một cái. Tiêu Phàm trong mắt bắn ra 2 đạo tinh quang, lục đạo luân hồi chi nhãn hiển hóa, băng lãnh, vô tình. Nửa bước La Thiên Tiên Vương. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Bản nguyên thế giới bên trong, hắn bản nguyên đại đạo rốt cục đến gần vô hạn 3000 mét đại quan. So với trước đó, Tiêu Phàm cảm giác bản thân lực lượng tăng vọt không ít. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác, mình nếu là đột phá La Thiên Tiên Vương cảnh, bản nguyên đại đạo còn có thể tăng vọt. Cái này khiến Tiêu Phàm kinh hỉ sau khi, lại có chút không hiểu. Nếu như đơn thuần lấy bản nguyên đại đạo chiều dài cùng độ rộng để cân nhắc một cá nhân thực lực, hắn hiện tại đã hoàn toàn rời bỏ cơ bản quy tắc. Bình thường mà nói, đột phá Tiên Vương cảnh, bản nguyên đại đạo tăng phúc, 1000 mét mới có thể tăng phúc một thành mới đúng. Nhưng hiện tại, ở bản nguyên đại đạo độ rộng không đổi điều kiện tiên quyết, hắn bản nguyên đại đạo chiều dài gia tăng 1000 mét, thực lực vậy mà tăng phúc không ít hơn 3 thành. Có lẽ, đột phá Tiên Vương cảnh, bản nguyên đại đạo tăng phúc lại có chỗ khác biệt, bản nguyên đại đạo chiều dài mỗi gia tăng 1000 mét, thực lực tăng phúc gấp 1. Tiêu Phàm cẩn thận cảm ứng thực lực bản thân, phân tích nói, bình thường Tổ Vương cảnh, là lấy mới vào Tổ Vương cảnh làm cơ số để cân nhắc. Nhưng là, đột phá Tiên Vương cảnh, thì là lấy mới vào Tiên Vương cảnh cơ số để cân nhắc. Nếu như phổ thông Tiên Vương cảnh, lấy bản nguyên đại đạo độ rộng cùng chiều dài đều là 1000 mét tính toán, cái kia bản nguyên đại đạo độ rộng đạt tới 3000 mét đột phá Tiên Vương cảnh, thì là tương đương với gấp 3 phổ thông Tiên Vương cảnh thực lực. Mà ta bản nguyên đại đạo rộng 9000 mét, chiều dài gần 3000 mét, cũng chính là 27 lần phổ thông Tiên Vương cảnh, đây là tiên kinh chỗ cường đại. Kết hợp ta bản thân đột phá đến xem, lão nhân coi mộ xác thực không có nói sai, người bình thường bản nguyên đại đạo độ rộng, xác thực không có khả năng vượt qua 3000 mét. Mà một khi đột phá Tiên Vương cảnh, bản nguyên đại đạo cũng không còn cách nào gia tăng.
Kể từ đó, đột phá tiên vương cảnh trước đó, bản nguyên đại đạo độ rộng liền cực kỳ trọng yếu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thở sâu, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hài lòng. Khó trách Tiêu Phàm tự tin như vậy, người bình thường là không thể nào tu luyện tiên kinh. Tỷ như Tuyệt, hắn cho dù bản nguyên đại đạo độ rộng đạt tới 3000 mét đột phá tiên vương cảnh, cũng mới gấp 3 lần phổ thông tiên vương mà thôi. Mà chính hắn đột phá tiên vương cảnh trước đó, bản nguyên đại đạo liền đã đạt đến 3000 mét, khó trách có thể cùng Tuyệt một trận chiến. Thế nhưng là cái này cũng không đúng, vì sao lão nhân coi mộ nói, Tuyệt thực lực sẽ không thua hắn bao nhiêu đây? Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Phải biết, lão nhân coi mộ thế nhưng là hỗn nguyên tiên vương, cho dù hắn bản nguyên đại đạo độ rộng chỉ có 1000 mét, nhưng chiều dài chỉ đạt đến 6000 mét. Dạng này thực lực, thế nhưng là gấp 2 tại Tuyệt, hoàn toàn có thể đè ép hắn đánh. Huống chi, hắn có thể không tin lão nhân coi mộ bản nguyên đại đạo độ rộng chỉ có 1000 mét. Nếu như phân tích của ta hẳn không sai, xem ra, Tuyệt xa không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phàm thở sâu. Dù cho tu luyện tiên kinh, hắn cũng không thể khinh thị bất luận kẻ nào. Bất quá Tuyệt 8-9 phần 10 đã tán thân tại tiên quan bên trong, về sau cũng chưa chắc có cơ hội gặp được. Tiêu Phàm khí tức trên thân chậm rãi thu liễm, ánh mắt rơi vào 6 đạo hư ảnh phía trên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, 6 đạo hư ảnh, không, chuẩn xác mà nói, là 6 đạo ma ảnh. 6 đạo ma ảnh đã thật sự có được thể, hơn nữa khí tức mạnh lên rất nhiều. Mỗi một đạo ma ảnh, đều không khác mấy có được hắn 1/6 thực lực. Nếu như tiên vương cảnh thực lực tăng phúc như ta phân tích như vậy, cái kia bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù đối mặt đỉnh tiêm hỗn nguyên tiên vương, cũng có tất thắng thực lực. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Cũng khó trách hắn cho rằng như thế, dù cho bản nguyên đại đạo độ rộng đạt tới 3000 mét, chiều dài đến gần vô hạn 9000 mét hỗn nguyên tiên vương, cũng mới 27 lần phổ thông tiên vương cảnh mà thôi. Mà hắn, cho dù không dùng 6 đạo ma ảnh, cũng có được 36 lần hồng trần tiên vương thực lực. Không đúng, nếu là như vậy, căn bản là không có cách thể hiện tiên kinh cường đại, hơn nữa, 36 lần cũng quá khoa trương. Tiêu Phàm thản nhiên lại hủy bỏ phân tích của mình. Tiên kinh có thể mở ra bản nguyên đại đạo độ rộng, đây mới là tiên kinh cường đại căn bản. Tiên vương cảnh bản nguyên đại đạo chiều dài, hẳn là mỗi gia tăng 1000 mét, thực lực tăng phúc một thành, mà độ rộng, thì là mỗi gia tăng 1000 mét, thực lực tăng phúc gấp 1. Như thế, bằng yếu tiên vương cảnh thực lực là cơ số để cân nhắc, có được 3000 mét bản nguyên đại đạo độ rộng cùng 1000 mét bản nguyên đại đạo chiều dài tiên vương cảnh, là yếu nhất tiên vương gấp 3. Nhưng bản nguyên đại đạo độ rộng chỉ có 1000 mét, mà bản nguyên đại đạo chiều dài đạt tới 2000 mét, thì là yếu nhất tiên vương cảnh 1.1 lần. Lúc này mới có thể thể hiện bản nguyên đại đạo độ rộng tác dụng. Kể từ đó, ta thực lực bây giờ, thì là tương đương với yếu nhất tiên vương thực lực 10 chừng gấp đôi. Chớ xem thường 11 lần tăng phúc, phải biết, dù cho bản nguyên đại đạo độ rộng đạt tới 3000 mét, chiều dài vô hạn tới gần 9000 mét đỉnh cấp hỗn nguyên tiên vương cảnh, cũng mới không đến gấp 6 lần tăng phúc mà thôi. Hắn hiện tại, hoàn toàn có thể trà đạp đỉnh tiêm hỗn nguyên tiên vương. Hơn nữa, cái này cũng vừa lúc có thể xác minh lão nhân coi mộ lời nói. Tuyệt bản nguyên đại đạo nếu như rộng 3000 mét, dài 1000 mét, đó cũng là gấp 3 yếu nhất tiên vương thực lực. Mà lão nhân coi mộ bản nguyên đại đạo nếu như chỉ có 2000 mét, cho dù chiều dài đại đạo 7000 mét, cũng mới 3 điểm gấp 6 lần mà thôi, hai người không kém nhiều. Vô luận loại nào khả năng, chỉ cần không đối mặt vượt qua hỗn nguyên tiên vương đối thủ, ta đều không sợ. Tiêu Phàm đối với mình thực lực có đại khái lý giải. Hiện tại hắn thiếu hụt là đối thủ, đến xác minh phân tích của mình. Thật lâu, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, cuồn cuộn huyết hải biến mất, từ nay về sau, trên đời lại không huyết u minh. Sau một khắc, Tiêu Phàm tại chỗ biến mất. Sau mấy tháng, một mảnh trời sao vô ngần bên trong, Tiêu Phàm thân ảnh xuất hiện. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, Tiêu Phàm cũng không có trước tiên phản hồi tiên ma giới, mà là đi tới nơi đây. Sâu trong tinh không, một khỏa to lớn cổ tinh thần vắt ngang thiên khung, tản ra cổ xưa lại mênh mông khí tức. Thiên giới, ta lại tới. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Tưởng tượng lúc trước, hắn đến đạo nơi này, vẹn vẹn chỉ là mới vào tổ vương cảnh mà thôi, mà bây giờ, hắn dĩ nhiên là tiên vương cảnh cường giả. Hoàng ma tất nhiên biến mất ở thiên giới, Tiêu Phàm không có khả năng xem như cái gì đều không phát sinh. Hơn nữa, đến gần vô hạn la thiên tiên vương cảnh hắn, cũng rất muốn xác minh trong lòng ý nghĩ. Hô, sau một khắc,
Tiêu Phàm bộc phát ra cường đại khí tức, đột nhiên hướng về thiên giới bay đi. Thiên giới. Một tòa cung điện thủ tọa phía trên, ngồi một cái bạch y nam tử. Bạch y nam tử ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới một đám cường giả. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra, người này không phải người khác, chính là Thánh Thiên Sứ. Tiên tổ chi lệnh, lần này tiến công tiên ma giới, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thánh Thiên Sứ lại khôi phục phong thái của ngày xưa. Mặc dù ở tiên ma động bị đại thần thiên phân thân tạm thời đoạt xá nhục thân, nhưng trở lại thiên giới về sau, lại trả lại cho hắn tự do. Hắn chẳng những không có việc gì, hơn nữa còn chiếm được lợi ích to lớn. Nhất là đại thần thiên chiếm cứ hắn nhục thân về sau, hắn cảm nhận được La Thiên Tiên Vương cảnh lực lượng, có chỗ minh ngộ, cái này mười mấy năm qua, nhất cử bước qua La Thiên Tiên Vương cảnh ngưỡng cửa. So với Hồng Trần Tiên Vương cảnh, hắn thực lực có tăng lên không ít. Lần này lấy được đại thần thiên mệnh lệnh, hủy diệt tiên ma giới, hắn niềm tin bạo dạp. Cần tuân Thánh Thiên Sứ đại nhân chi lệnh. Đám người cung kính một bái, thanh âm vang vọng vân tiêu. Thánh Thiên Sứ hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía cầm đầu Thiên Phi, nói Thiên Phi, trận chiến này, thần thánh quân đoàn làm tiên phong, cho ta huyết tẩy tiên ma giới. Nói ra lời này thời khắc, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra Tiêu Phàm khuôn mặt, lộ ra nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Nếu chỉ là Hồng Trần Tiên Vương, hắn có lẽ sẽ còn kiên kỵ mấy phần. Nhưng bây giờ hắn đã đột phá La Thiên Tiên Vương cảnh, lòng tự tin bạo tăng. Thiên Phi đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ phức tạp, nhưng vẫn là cung kính gật đầu đúng. Thánh Thiên Sứ mặc dù là Thiên Phi tiểu cữu, nhưng nàng nội tâm vẫn còn có chút khinh thường. Nhưng là đại thần thiên mệnh lệnh, nàng không cách nào cự tuyệt. Trải qua tiên ma động sự tình, Thiên Phi đối đại thần thiên thực lực cũng có một cái rõ ràng lý giải. Một bộ phân thân cũng có đỉnh tiêm La Thiên Tiên Vương thực lực, vậy hắn bản tôn lại là cường đại dường nào? Ở trước mặt đại thần thiên, tất cả thiên nhân tộc cũng không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng. Đã như vậy, Thánh Thiên Sứ thở sâu, giơ tay phải lên, chuẩn bị xuống làm ra chinh tiên ma giới. Oanh, nhưng mà, cũng vào lúc này, một tiếng kinh thiên nổ vang truyền đến, đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên giới đều mãnh liệt run một cái. Ngay sau đó, một cỗ ngập trời khí tức giống như bão tố một dạng cuốn tới. Đại điện bên trong tất cả thiên nhân tộc tất cả đều lộ ra hoảng sợ, ở cỗ này khí tức trước mặt, bọn họ vậy mà cảm giác liền đầu cũng không ngẩng lên được. Chuyện gì xảy ra? Thánh Thiên Sứ cũng là không khỏi kinh hãi. Đại thần thiên, cút ra đây nhận lấy cái chết. Gần như đồng thời, gầm lên một tiếng truyền đến. Nghe được thanh âm này, Thánh Thiên Sứ đầu tiên là giận mình, ngay sau đó trở nên nhe răng trợn mắt, hai mắt đỏ bừng, kinh khủng sát ý mãnh liệt. Thái Thượng Độ Tiên Thành. Không trung, một đạo cao to thân ảnh đứng chắp tay, lãnh đạm quan sát phía dưới, quanh thân tiên vụ lượn lờ, thấy không rõ khuôn mặt. Mặc dù hắn thu liếm khí tức, nhưng vẫn như cũ cho thiên nhân tộc một loại run sợ trong lòng cảm giác. Tiêu Phàm, bản vương còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi vậy mà chủ động tới chịu chết. Gầm lên một tiếng vang lên, lại là Thánh Thiên Sứ mang theo không ít thiên nhân tộc tổ vương đạp không mà lên, cách xa nhau vạn dặm, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm. Ở tại bên cạnh, Thiên Phi trong đôi mắt đẹp đều là vẻ ngoài ý muốn. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà chủ động giết tới thiên giới đến. Để đại thần thiên cút ra đây. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thậm chí ngay cả con mắt đều không nhìn Thánh Thiên Sứ một cái. Thánh Thiên Sứ cái kia khi a, Tiêu Phàm vậy mà không nhìn bản thân. Nếu như trước đó, hắn thừa nhận chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ. Nhưng là, hắn đã xưa đâu bằng nay, chính là La Thiên Tiên Vương. Hơn nữa, nơi này chính là thiên nhân tộc đại bản doanh, đừng nói một cái Tiêu Phàm đến, chính là Hỗn Nguyên Tiên Vương tới đây, cũng phải cân nhắc một chút phải chăng có thể sống rời đi. Liền bằng ngươi, cũng dám gọi thẳng tiên tổ danh tiếng. Thánh Thiên Sứ giận tím mặt, vung cánh tay lên một cái, gầm thét một tiếng. Giết hắn. Bỗng nhiên, mấy chục cái thiên nhân tộc tổ vương tất cả đều đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm chen chúc đi. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm. Lãnh đạm nhìn xem cái kia mấy chục cái tổ vương cảnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, Thánh Thiên Sứ không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ choáng váng đây. Chỉ là sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Mắt thấy cái kia mấy chục cái tổ vương cảnh sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên giơ tay phải lên,
nhẹ nhàng điểm một cái, từng đạo kiếm mang bắn ra. Phốc phốc, từng chuỗi huyết hoa kiếm khí, chiếu xuống trong tinh không, cơ hồ tất cả tổ vương cảnh mi tâm, tất cả đều bị kiếm mang xuyên qua, bay ngược mà ra. Chỉ có số ít mấy người hiểm mà hiểm tránh thoát tất sát nhất kích, nhưng là toàn thân máu me đầm đìa. Sau một khắc, những cái kia bị xuyên thủng mi tâm tổ vương cảnh, nhục thân toàn bộ nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ, vẩy ra tứ phương. Cùng lúc đó, tổ vương trong điện, 20 đến 30 tôn thần tượng sụp đổ, cái gì đều không lưu lại. Tất cả thiên nhân tộc nhìn thấy một màn này, nhìn không được hít một hơi lạnh. Một chỉ, diệt sát 2-3 cái tổ vương, đây là hạng gì thực lực khủng bố. Tiên vương cảnh, thánh thiên sứ cũng là trợn to hai mắt, con người kịch liệt co rút lại một chút. Hắn mặc dù đột phá đến la thiên tiên vương cảnh, nhưng là, hắn cũng không thể nào làm được Tiêu Phàm mới vừa rồi vậy, nhẹ nhàng thoải mái liền giết mấy chục cái tổ vương cảnh a. Hắn nguyên bản tự tin biến mất không còn một mảnh, lấy Tiêu Phàm vừa rồi một ngón kia, hắn căn bản không có nắm chắc chiến thắng a. Đại thần thiên, còn không ra sao? Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Bình thường tổ vương cảnh, đã hoàn toàn không vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Đến thiên giới, thứ nhất là tìm kiếm hoang ma, thứ hai là nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Chỉ có tiên vương cảnh, mới có thể câu lên hắn một tia hứng thú. Thánh thiên sứ nhìn thấy lớn lối như thế Tiêu Phàm, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhất là nhìn thấy mặt khác thiên nhân tộc ánh mắt tất cả đều rơi ở trên người hắn lúc, hắn càng là hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Mấu chốt là, nơi này là thiên giới, hắn căn bản không có bất kỳ đường lui nào, thậm chí có thể nói là lui không thể lui. Tiêu Phàm, thánh thiên sứ nhắm mắt lại phía trước, cường đại khí tức mãnh liệt cuộn trào ra, thẳng bước Tiêu Phàm đi. A, ngươi đột phá. Tiêu Phàm dường như lúc này mới chú ý tới thánh thiên sứ. Thánh thiên sứ đại nhân, giết hắn. Dám đến ta thiên giới dương oai, muốn hắn có đi mà không có về. Lấy thánh thiên sứ đại nhân thực lực, giết chết hắn còn không phải cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Thiên nhân tộc tu sĩ nhìn thấy thánh thiên sứ xuất thủ, nhao nhao la ầm lên. Thánh thiên sứ nội tâm phiền muộn tới cực điểm, hắn rất muốn nói, các ngươi ngược lại là lên a. Thế nhưng là, thân làm thiên nhân tộc hai đại thiên chủ một trong hắn, cũng có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Lui là không thể nào lui, chỉ cần mình thua trận, đại thần thiên nhất định sẽ xuất thủ. Tiêu Phàm, ngươi đừng muốn tùy tiện, hôm nay, chính là ngày giỗ của ngươi. Thánh thiên sứ thân hình lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, thẳng đến Tiêu Phàm mi tâm. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn như cũ không hề bị lay động. Thánh thiên sứ nở rộ khí tức, là la thiên tiên vương không thể nghi ngờ. Nhưng là, hắn lại không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. A, tại sao còn không đánh, bản thân liền nghĩ bại đây. Tiêu Phàm, ngươi dám xem nhẹ bản vương, cho dù ngươi đột phá tiên vương cảnh, bản vương cũng tất sát ngươi. Thánh thiên sứ lửa giận trong lòng, sát khí bành trướng. Bang, cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên trên mũi kiếm truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, hắn thân hình trong nháy mắt ngừng lại. Lại là phát hiện, trường kiếm của mình, lại bị Tiêu Phàm hai ngón tay kẹp lấy. Đúng, chính là kẹp lấy. Bộ dáng kia, liền tựa như một cái đại nhân dễ dàng chế phục một đứa bé sơ sinh công kích, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Ngươi thật đột phá la thiên tiên vương. Tiêu Phàm cao mày, chăm chú nhìn thánh thiên sứ hỏi. Thánh thiên sứ nghe nói như thế, phổi đều kém chút tức nổ tung. Lão tử chẳng lẽ còn lừa ngươi hay sao? Lời này đối thánh thiên sứ tổn thương tính không lớn, nhưng rất có vũ nhục tính. Lão tử đường đường la thiên tiên vương, lại bị ngươi một cái vừa mới đột phá tiên vương cảnh tiểu tử cho miệt thị. Chết! Thánh thiên sứ gầm thét, sử dụng toàn thân lực lượng, mũi kiếm bộc phát ra vô tận kiếm khí, muốn xé nát Tiêu Phàm. Nhưng mà, những cái kia kiếm khí còn chưa bộc phát ra, liền bị Tiêu Phàm hai ngón tay cho bóp nát. Lần này, thánh thiên sứ thật sợ hãi. Hắn nha, tiểu tử này nhất định chính là cái quái vật a. Hắn làm sao biết, bây giờ Tiêu Phàm, căn bản không phải cái gì hồng trần tiên vương, mà là la thiên tiên vương. Ngươi bản nguyên đại đạo rộng bao nhiêu? Tiêu Phàm không có xuất thủ, ngược lại tò mò hỏi. Hắn nghĩ muốn xác minh trong lòng ý nghĩ. Thế nhưng là, thánh thiên sứ nghe nói như thế, lại là giận không kềm được. Dù cho hắn bị Tiêu Phàm đánh bay, hắn nội tâm đều tốt thụ một điểm. Nhưng Tiêu Phàm thần sắc, lại là cực kỳ bình tĩnh nhường hắn có chút tuyệt vọng. Tiểu tử,
Ngươi nghĩ nhục nhã bản vương. Thánh thiên sứ hàn quang lấp lóe, muốn rút trường kiếm về, lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Đừng làm rộn, ta là nghiêm túc. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Thánh thiên sứ khóe miệng giật một cái. Như vậy cũng tốt so một cái đứa trẻ bướng bỉnh, bị đại nhân ngăn lại, đại nhân sờ lấy đứa trẻ đầu nói cho hắn, ngươi cái này là không đúng, lần sau không thể như vậy tinh nghịch. Nhưng mấu chốt là, ta CMN là muốn giết ngươi à. Ngươi có thể hay không nghiêm túc một điểm. Nhìn thấy thánh thiên sứ trầm mặc, Tiêu Phàm sắc mặt cũng lạnh thêm vài phần, không nói đúng không? Ba, nói xong, Tiêu Phàm đột nhiên buông ra trường kiếm, một cái tay bắt lấy thánh thiên sứ cổ áo, một cái tay khác một bàn tay hung hăng quất vào thánh thiên sứ trên mặt. Thiên nhân tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Nói hay không? Tiêu Phàm lại một cái tát, ở thánh thiên sứ má bên kia, lưu lại cũng đỏ tươi dấu năm ngón tay. Thánh thiên sứ dường như bị ủy khuất tiểu hài đồng dạng, hai mắt đỏ bừng, thiếu chút nữa thì khóc. Nhìn thấy Tiêu Phàm lần nữa giơ tay phải lên, thánh thiên sứ không chút do dự thốt ra 2521.8m. Giờ khắc này, thánh thiên sứ thật sợ hãi, liền số lẻ phía sau số liệu nói ra hết. Ba, nhưng mà, chờ đợi hắn, lại là Tiêu Phàm hung hăng một bàn tay. Thánh thiên sứ vẻ mặt ủy khuất, lại là giận không dám nói, ta đều nói cho ngươi biết, ngươi còn đánh ta làm cái gì. Nói quá chậm. Tiêu Phàm dường như nhìn ra thánh thiên sứ trong lòng ý nghĩ, nhếch miệng cười nói, lại nói cho ta một chút, tiên vương cảnh bản nguyên đại đạo chiều dài cùng độ rộng, đối thực lực có ảnh hưởng gì. Thánh thiên sứ ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi nha không phải tìm đến đại thần thiên phiền toái sao. Làm sao hiện tại cảm giác ngươi là cố ý đến làm khó ta à? Bất quá, thánh thiên sứ nhìn thấy Tiêu Phàm lại giơ lên tay phải, nơi nào còn dám chần chờ, đem hắn biết cùng Tiêu Phàm cực kỳ giải thích cặn kẽ một lần. Như Tiêu Phàm sở liệu, bản nguyên đại đạo chiều dài, đối thực lực tăng phúc, vẫn không có biến hóa. Tiên vương cảnh bản nguyên đại đạo chiều dài, mỗi gia tăng 1000m, thực lực tăng phúc một thành. Mà bản nguyên đại đạo độ rộng, cũng cùng phổ thông tổ vương cảnh một dạng, mỗi gia tăng 100m, gia tăng một thành. Thánh thiên sứ bản nguyên đại đạo độ rộng, có thể mang đến cho hắn 2 điểm gấp 5 thực lực tăng phúc, mà chiều dài thì là 1.3 lần thực lực tăng phúc. Vừa mới đột phá La Thiên Tiên Vương cảnh hắn, thực lực tương đương tại 3.2 lần yếu nhất Tiên Vương cảnh. Chớ xem thường 3.2 lần tăng phúc, nếu như đổi thành phổ thông tổ vương cảnh, đây chính là gần 11 lần tăng phúc. Còn chân chính trong chiến đấu, gấp 2 tăng phúc, cơ hồ đều có thể đè ép đối phương đánh. Dù sao, bản nguyên đại đạo càng dài, tiên lực càng đục dày, bản nguyên đại đạo càng rộng, bản nguyên đại đạo lại càng kiên cố, đây là thực lực tăng phúc không thể hiện được đến. Tiêu Phàm sở dĩ có thể nghiền ép thánh thiên sứ, là bởi vì hắn thực lực cơ hồ là phổ thông tiên vương cảnh 11 lần. So với phổ thông tổ vương cảnh mà nói, đây chính là gần 40 lần, cơ hồ gấp 4 vu thánh thực lực của thiên sứ. Quả nhiên, đây mới là tiên kinh chân chính chỗ cường đại. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Có được tiên kinh hắn, hoàn toàn có thể vượt giai khiêu chiến. Dù sao, dù cho không có tu luyện tiên kinh đỉnh tiêm hỗn nguyên tiên vương, cũng mới không đến gấp 6 lần thực lực tăng phúc mà thôi, so với hắn, còn muốn yếu một đoạn lớn đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng càng ngày càng tự tin. Chỉ cần đại thần thiên bản tôn, không có vượt qua hỗn nguyên tiên vương, hắn liền không sợ hãi. 3. Đột nhiên, Tiêu Phàm vừa hung ác rút thánh thiên sứ một bàn tay. Ta đã nói, ngươi vì sao còn đánh ta? Thánh thiên sứ thật khóc, trong mắt có hơi nước bốc hơi. Ta cao hứng, ngươi có ý kiến. Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn xem thánh thiên sứ. Biết rõ ràng tiên vương cảnh thực lực tăng phúc, hắn đối với mình thực lực có chút lớn khá hiểu rõ, tự nhiên cao hứng. Trên thực tế, cũng là hắn nghĩ nhiều lắm. Tiên vương cảnh, vẫn là tổ vương cảnh mà thôi, bản nguyên đại đạo thực lực tăng phúc, đương nhiên sẽ không có thay đổi gì. Không, không có. Thánh thiên sứ đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, hắn cúi đầu, nơi nào còn dám chất vấn Tiêu Phàm. Trừ phi hắn thật chán sống. Đại thần thiên, lại không lăn đi ra, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tiêu Phàm giống như sách con gà một dạng dẫn theo thánh thiên sứ, thần sắc lạnh lùng quan sát thái thượng độ tiên thành. Tất cả thiên nhân tộc tu sĩ thấy thế, tất cả đều lộ ra hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, thánh thiên sứ vậy mà như thế tùy tiện liền bại. Phóng nhãn thiên nhân tộc,
Trừ bỏ thần thiên sứ cùng đại thần thiên, đã không người là Tiêu Phàm đối thủ, bọn họ làm sao không sợ. Vạn nhất Tiêu Phàm đại khai sát giới, bọn họ đều phải chết. Nếu như bình thường, bọn họ ngược lại cũng không sợ chết, dù sao bọn họ đều có thể khởi tử hoàn sinh. Nhưng là, Tiêu Phàm người sát thần này, thế nhưng là có được có thể giết chết tổ vương cảnh thủ đoạn. Tất cả mọi người kinh sợ, bọn họ hy vọng duy nhất ký thác vào đại thần thiên trên người. Dù sao, bọn họ thế nhưng là đều biết, đại thần thiên đã thức tỉnh, mà thần thiên sứ, đã không biết biến mất dài hơn tuế nguyệt. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng lạnh. Hắn không nghĩ tới, đại thần thiên vậy mà như thế có thể ẩn nhẫn, thật chẳng lẽ muốn bản thân tàn sát thiên nhân tộc sao? Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt rơi ở thái thượng độ tiên thành trung ương khí vận thần thụ phía trên. Hắn trong nháy mắt một điểm, một đạo tuyệt thế sát phạt chi quang nộ xạ mà ra, bay thẳng khí vận thần thụ vị trí. Oanh, mắt thấy Tiêu Phàm công kích sắp tới gần khí vận thần thụ thời khắc, đột nhiên, một đạo bạch sắc quang hoa từ khí vận thần thụ phía dưới phóng lên tận trời, cùng sát phạt chi quang đụng vào nhau. Thiên địa ầm ầm kêu run, tinh đấu lay động, khủng bố tới cực điểm. Tiên tổ, thiên nhân tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả đều mừng rỡ như điên, quỳ rạp dưới đất, hướng về khí vận thần thụ vị trí triều bái. Đại thần thiên lại có thể tùy tiện hóa giải Tiêu Phàm công kích, hắn thực lực, tất nhiên so Tiêu Phàm hiếu thắng. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, hắn mặc dù biết là đại thần thiên ra tay, nhưng là, hắn vậy mà không cảm ứng được bất luận cái gì liên quan tới đại thần thiên tin tức. Tiêu Phàm, đi mau. Cũng vào lúc này, Tiêu Phàm bên tai truyền đến thiên phi thanh âm, đại thần thiên mặc dù còn chưa triệt để khôi phục, nhưng ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tiêu Phàm nhíu mày, mình không phải là đại thần thiên đối thủ. Chẳng lẽ đại thần thiên đã vượt qua Hỗn Nguyên Tiên Vương? Khả năng này rất lớn, dù sao hắn một bộ phổ thông phân thân, cũng có La Thiên Tiên Vương đỉnh tiêm chiến lực. Hoang ma ở đâu? Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Thiên phi trầm ngâm nói, hắn bị đại thần thiên phong ấn, nhốt ở đâu ta không biết, người tốt nhất mau chóng rời đi. Rời đi sao? Tiêu Phàm ngược lại là cũng không muốn hiện tại cùng đại thần thiên giao thủ, dù sao hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Nhưng hắn không thể thả đảm nhiệm hoang ma mặc kệ. Đại thần thiên, ngươi chỉ dám làm rùa đen rút đầu sao? Tiêu Phàm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nửa bước La Thiên Tiên Vương khí tức bộc phát ra, quanh thân tiên khí lượn lờ. Ở sau lưng của hắn, đột nhiên ngưng tụ thành một đạo vạn dặm kiếm mang, tích góp lực lượng toàn thân, hung hăng hướng về thái thượng độ tiên thành chém đi. Đám người nhìn thấy đạo kiếm mang này, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Một kiếm này nếu như chạm ở trên thái thượng độ tiên thành, đoán chừng tử vong thiên nhân tộc chí ít cũng hàng vạn mà tính. Oanh, liền khi Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, thiên địa đột nhiên run rẩy kịch liệt lên. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại là nhìn thấy, thiên khung đã nứt ra một đạo to lớn khe hở, một mảnh mênh mông tử sắc thiên mộ chậm rãi hiển hiện ra. Không, chuẩn xác mà nói, là thiên số chi nhãn. Thiên số chi nhãn? Tiêu Phàm cũng cực kỳ kinh ngạc. Thiên số chi nhãn, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Rất nhanh, Tiêu Phàm liền biết. Truyền văn, đại thần thiên không chỉ có trưởng quản lục đạo luân hồi bên trong thiên nhân đạo luân hồi lực lượng, hơn nữa còn chiếm được xúc sinh đạo luân hồi chi lực. Tiên cổ thời đại, thiên số chi nhãn sau khi chết, đại thần thiên dùng xúc sinh đạo luân hồi trợ giúp mới thiên số chi nhãn sinh ra. Thiên số chi nhãn mặc dù công bình công chính, nhưng hắn được hưởng lợi tại đại thần thiên. Bây giờ mình cũng ứng phó thiên nhân tộc, thiên số chi nhãn xuất thủ ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là Tiêu Phàm tương đối kinh ngạc chính là, thiên số chi nhãn vừa mới xuất hiện, vậy mà trực tiếp nhắm hắn, cuồn cuộn thiên uy đáp xuống, hướng về hắn mãnh liệt mà đến. Đại thần thiên, có thể điều khiển thiên số chi nhãn. Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hết tập 340.